Nhóm tính cách nào là nhóm tính cách tuyệt vời nhất? Xin thưa với anh chị em là DISC thì tất cả 4 nhóm tính cách này đều tuyệt vời. Tất cả đều có điểm mạnh và điểm yếu. Và nhóm tính cách tuyệt vời nhất đó là nhóm tính cách DISC. Khi mà mình biết được bản thân mình là tính cách nào và mình biết được người khác có tính cách như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được cái điểm mạnh của chúng ta là gì, biết được điểm yếu của chúng ta là gì. Chúng ta biết cách phát huy cái điểm mạnh của mình và hạn chế cái điểm yếu. Đồng thời là chúng ta nhận định được người khác. Cái kỹ năng để mà nhìn người hay kỹ năng để đọc vị người khác ấy, nó là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Thêm vào nữa, chúng ta biết cách để điều chỉnh cái hành vi của mình theo cái hành vi và tính cách của người khác. Đặc biệt nếu chúng ta là người bán hàng thì chúng ta biết cách để mà điều chỉnh cái hành vi của mình hay là cái kịch bản bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Và từ đó thì chúng ta sẽ có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và thành công hơn. Đồng thời khi chúng ta hiểu được người khác thì chúng ta có thể thông cảm và chấp nhận sự khác biệt của mọi người. Và cái người trưởng thành đó là cái người có thể chấp nhận được sự khác biệt của người khác. Có rất nhiều người bảo là tại sao nó lại như thế nhỉ, tại sao nó lại nghĩ thế nhỉ, không thể nào hiểu nổi. Thì cái người mà không thể nào hiểu nổi ấy, chỉ đơn giản đó là họ không biết rằng những người có những nhóm tính cách khác nhau thì họ có những cái hành vi hành xử khác nhau. Đấy, và khi đó thì chỉ đơn giản đó là gì ạ, là họ gọi là kém ở trong cái khả năng nhìn nhận con người mà thôi. Đấy, chứ không có gì là không hiểu hết. Ngày hôm nay thì Huy sẽ đi đến cái phần chủ đề nâng cao. Và không phải DISC nữa, mà DISC nâng cao. Chúng ta sẽ học thêm từ 4 nhóm tính cách DISC đó. Chúng ta sẽ biết được thêm là có 16 nhóm tính cách khác nhau. Và từ 16 nhóm tính cách khác nhau đó thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta soi lại bản thân mình xem mình thuộc nhóm tính cách nào, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục là gì ạ? Tìm kiếm cái phương án để chúng ta đưa ra những cái hành vi cũng như là kịch bản bán hàng để giúp cho cái việc mà chúng ta trao đổi với khách hàng nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Đồng thời chúng ta sẽ đi đến những cái ví dụ để chúng ta xem thấu hiểu được cái hành vi của các cái nhóm tính cách. Với cái nhóm D thì họ sẽ hành xử như nào, họ hành động như nào, chúng ta nhìn họ như nào, làm sao mà để có thể 3 đến 5 giây mình có thể biết được cái nhóm chính của họ là nhóm gì. Đấy. Họ có thể có nhiều nhóm nhưng cái nhóm mà gì ạ, nổi trội nhất là gì? Đấy, thì có cái phương pháp, có cái công thức như vậy. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Là hoàn thành cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nắm được. Ok không ạ? Trước tiên đi vào 16 nhóm tính cách. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc lại 4 nhóm tính cách chính. Đồng thời chúng ta phân biệt làm sao cho nó dễ, làm sao chúng ta phân biệt các cái nhóm tính cách nó dễ. Thứ nhất là cái nhóm mà gì ạ, DI thì cái nhóm hướng ngoại. Những người thuộc nhóm D và nhóm I thì họ thường là những người hướng ngoại. Họ đều thích gì ạ, đều thích làm việc với số đông, với con người. Đấy, họ đều gì ạ, đều thích đàn đúm, thích gì ạ, thích vui, thích ra ngoài. Tức là họ không thích ở nhà, họ không thích làm việc một mình, họ thích làm việc với mọi người và họ thích ra ngoài. Thì hướng ngoại mà, đúng không ạ? Rồi họ rất là để ý đến cái hình ảnh ở bên ngoài của mình. Đó. Người nhóm D ấy, thì họ rất là để ý đến cái gọi là cái sĩ diện. Người nhóm D thì họ rất để ý cái sĩ diện hay là cái tôi. Đấy. Họ lúc nào cũng mong muốn được cái tôi của họ được gì ạ, được người khác để ý. Đấy. Và cả hai cái nhóm hướng ngoại này thì họ đều rất thích được khen. Tiếp theo nữa, cái điểm chung của hai nhóm IS là những nhóm là gì ạ, quan tâm đến con người. Tức là gì ạ, họ sẽ làm mọi việc với một cái mục tiêu, đó là gì ạ, duy trì và xây dựng những mối quan hệ. Họ không muốn mất lòng mọi người, họ lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, tích cực. Đấy. Tất cả những người nào mà biết quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu người khác thì họ sẽ thuộc nhóm I, nhóm S. Rồi, cái nhóm CS ấy, thì cái nhóm hướng nội. Hướng nội thì sao ạ? Tức là họ
quan tâm đến cái việc mà gì ạ, là đi vào bên trong, cho nên họ có thể vui khi họ ở một mình họ cũng vui, còn nhóm hướng ngoại thì phải có mọi người, có người khác thì họ mới vui đấy. Nhóm hướng nội thì họ hơi trầm tính, ít nói và suy nghĩ nhiều hơn. Còn nhóm D, nhóm Y thì nhiều khi nghĩ ít mà hành động nhiều. Còn nhóm CS thì nghĩ nhiều mà hành động ít. Đó. Rồi, cái nhóm DC thì hướng đến kết quả. Cái nhóm bên trái thì hướng đến kết quả, hướng tới công việc nhiều hơn. Cho nên ấy là họ không có những cái cảm xúc mà hướng đến con người. Đôi khi họ không để ý đến cảm xúc của người khác, họ làm mất lòng người khác. Đó. Và họ có thể phá hủy những mối quan hệ chỉ đơn giản bởi vì họ quá tập trung vào công việc. Khi họ tập trung vào công việc, họ quên đi mất cái việc mà xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh, dẫn đến tình trạng là mọi người cảm thấy họ hơi xa cách, họ hơi cô đơn, họ hơi lạnh lùng một chút. Như vậy là chúng ta biết cách để phân biệt ra các cái nhóm tính cách khác nhau dựa trên cái mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như này, khi mà nhìn thấy một người vừa mới gặp chúng ta, họ đã rất là thân thiện, họ xin chào đấy, sau đó họ ra bắt tay rồi rất là nhiệt tình thân thiện, thì có thể họ sẽ là nhóm D hoặc nhóm Y. Nhóm Y thì họ làm việc đấy vì làm sao ạ? Vì họ quý mến con người, vì họ thích làm việc với con người. Nhóm D họ làm việc đấy vì sao ạ? Vì làm việc đấy thì sẽ giúp ích cho công việc của họ đấy. Tức là họ, hai người đều rất là chủ động bắt chuyện, mở rộng mối quan hệ, nhưng cái mục tiêu mở rộng mối quan hệ của hai người là khác nhau. Nhóm D mục tiêu mở rộng mối quan hệ đó là gì ạ? Phục vụ cho công việc, cho cái mục tiêu của họ. Còn nhóm Y mở rộng mối quan hệ chỉ đơn giản đấy là họ thích làm việc với con người, thế thôi. Đó, chứ có khi không phải vì công việc đó. Thì hai cái mục tiêu khác nhau đó. Rồi, tương tự như vậy, nếu như mà trong một cái đám đông chúng ta thấy một cái người ít nói, rồi bẽn lẽn, rụt rè, rồi hơi trầm tính một chút, thì chúng ta có thể đoán được họ có thể là nhóm S và nhóm C. Nếu như mà họ không dám phát biểu ý kiến, nếu mà họ rất là nhút nhát đấy, thì có thể họ sẽ là nhóm S. Nếu như mà họ kiểu hơi soi một chút, khoanh tay và kiểu soi rồi trông rất là khó tính, thì có thể họ sẽ là nhóm C, đúng không ạ? Đấy là cách để chúng ta dễ dàng để phân biệt bốn nhóm tính cách khác nhau. Rồi những cái người khi mà chúng ta đi gặp một khách hàng chẳng hạn, thì những khách hàng mà nhóm D á, ví dụ như này, một cái người bước vào trong một cái cửa hàng, có thể là cửa hàng thời trang, hoặc cái cửa hàng về phụ kiện, hoặc là cửa hàng về giày dép, hoặc cửa hàng về gia dụng, bất kể một cửa hàng gì, hoặc là một siêu thị. Thì cái người nhóm D họ bước vào ấy, thì họ sẽ đi thẳng đến cái khu vực mà họ định mua, tức là họ định mua cái gì ấy, họ bước vào họ mua. Đấy, họ lấy chọn mua xong ra rất là nhanh. Người nhóm D hành động rất nhanh, ra quyết định rất là nhanh. Và trước khi họ làm gì ấy, họ luôn luôn có mục tiêu trước. Họ không có làm kiểu như là vào xem rồi là lượn lờ, không có đâu. Bởi vì họ rất là tiết kiệm thời gian, họ rất là nhanh. Cho nên họ vào, họ sẽ định tìm là, ví dụ như là vào siêu thị định mua cái tivi, là vào cái chỗ tivi để chọn. Đấy. Và chọn những cái tiêu chí rất là rõ ràng, mục tiêu của họ rất rõ ràng. Đó. Và họ chọn rất là nhanh, họ mua ra quyết định cũng rất nhanh. Đấy là người nhóm D, gọi là nhóm D cao ấy, đúng không ạ? Gọi là 2D. Đó. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cái nhóm 2D. Đây, 16 nhóm tính cách. 16 nhóm tính cách khác nhau. Đầu tiên là nhóm 2D. Thì cái nhóm 2D này là gì ạ? Là D cao, đấy, hoặc là DD, tức là hai con nhóm D luôn. Là nhóm tính cách chính và nhóm tính cách phụ đều là gì ạ? Đều là 2D, đều là D. Đó, nhóm bên trong và nhóm bên ngoài đều là D. Đó. Thì họ sẽ hành động rất là nhanh và họ rất tập trung vào trong cái kết quả. Đó, cho nên họ không muốn mất thời gian. Đúng không ạ? Nhóm 2D này đi cũng nhanh, nói cũng nhanh, nghĩ cũng nhanh, làm gì cũng nhanh.
và luôn luôn tiết kiệm thời gian, luôn luôn tiếc thời gian. Khi cái người mà vào siêu thị ấy, họ sẽ đi thẳng đến cái gì ạ, nơi mà họ muốn, sau đó là gì ạ, họ mua, họ thanh toán, họ đi ra. Tổng thời gian cả vào cả đi ra rất là nhanh, ngắn nhất trong tất cả các cái nhóm. Nhóm D này ấy, thì thường được gọi là người chiến thắng. Bởi vì sao ạ? Trong tất cả các cuộc chơi, họ đều là những người về sớm nhất, về đầu tiên. Bởi vì họ luôn luôn, cái thói quen của họ là làm với tốc độ nhanh. Họ ăn cũng nhanh, họ làm cũng nhanh, cái gì họ làm cũng nhanh hết. Đấy, bởi vì họ tiết kiệm thời gian. Cho nên cái nhóm 2D này được gọi là nhóm của những người chiến thắng. Họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Họ đứng mũi chịu sào, dám chịu trách nhiệm, luôn quyết liệt và cực kỳ bảo thủ, áp đặt người khác, luôn luôn yêu cầu người khác rất là cao và yêu cầu người khác làm nhanh hơn. Tuy nhiên cái tính cách của nhóm người 2D này ấy, đó là họ không biết lắng nghe, họ không biết thấu hiểu người khác. Họ thường chỉ nghĩ một chiều thôi, tức là họ chỉ nghĩ theo cái quan điểm của họ thôi, họ không nghĩ quan điểm của người khác. Và bởi vì họ không có y, cho nên họ không quan tâm đến con người. Họ chỉ quan tâm đến cái suy nghĩ và cái mục tiêu của họ. Cho nên họ chinh phục mục tiêu rất tốt, nhưng họ không được lòng mọi người. Họ làm rất tốt, nhưng mọi người không yêu quý họ. Mọi người kính sợ họ, đấy, nhưng mọi người không yêu quý họ. Và họ thích được giao ai, họ thích được mọi người sợ, họ thích được mọi người nghe. Đấy, tức là mọi người cứ nghe họ là họ thích, còn không nghe là họ ghét lắm. Đấy, cứ nói câu nào nghe răm rắp, vâng dạ thì họ thích, còn không á là họ ghét. Đó. Và họ cũng không có C, cho nên họ là cái người có cái khả năng tổng quan và yêu cầu người khác. Tuy nhiên họ không có C, không có chi tiết, cho nên họ sẽ gì ạ? Họ sẽ hỏng ở phía sau. Họ lao phía trước, nhưng mà nó giống như là gọi là cái người nhanh nhẩu đoảng ấy, cái người mà gọi là ruột để ngoài da ấy. Tức là cứ thích thì nói thôi, không có nghĩ nhiều. Đấy. Đấy, cho nên là gì ạ? Là những người này ấy, thì đôi khi họ rất là giỏi nhưng mà hơi ngáo ngáo. Ngáo ngáo tức là sao ạ? Họ suy nghĩ nó không đến nơi đến chốn. Làm mà chưa kịp nghĩ. Đấy, cho nên cái nhóm người 2D này thì cũng chưa phải nhóm người mà gọi là tốt lắm, bởi vì họ có rất nhiều cái nhược điểm, rất nhiều nhược điểm. Nhưng mà họ lại không thích bị giao việc. Họ thích gì ạ? Họ thích tự làm. Họ thích gì ạ? Họ thích giao việc cho người khác. Đấy. Họ không thích gò bó, không thích bị người khác quát nạt, không thích bị người khác gì ạ? Sai khiến. Nhưng mà họ thích sai khiến người khác. Đó. Nhưng mà người nào ấy mà đụng vào cái tôi của họ ấy, họ rất dễ nổi nóng. Cái người nhóm D này, D cao này, rất dễ nổi nóng, cực kỳ bốc đồng. Đấy. Thì tất cả những cái nhóm mà 2D, 2I và 2C, 2S thì đều thể hiện cái bộc lộ cái tính cách của cái nhóm đấy rất là gì ạ? Rõ ràng. Và chính vì họ quá bộc lộ cái tính cách của họ quá rõ ràng, cho nên họ rất là dễ đoán. Tức là mình nhìn họ biết, mình biết ngay là họ nghĩ gì, biết ngay họ muốn gì, và biết ngay cái hành động tiếp theo của họ là gì. Họ rất là dễ đoán. Và chính vì họ dễ đoán như vậy ấy, thì họ rất là dễ bị gì ạ? Bị dắt mũi, rất là dễ bị lừa. Những cái người mà 2D này ấy, nhìn trông có vẻ là khó tính, nhìn trông có vẻ là nhiệt mạnh mẽ, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà rất dễ bị gì ạ? Bị dắt mũi. Chỉ cần đánh vào cái tôi của họ thôi, chỉ cần đánh vào cái sĩ diện của họ thôi là gì ạ? Là chết ngay. Đấy, thì nhóm người 2D này, nếu mà khách hàng thuộc nhóm 2D này ấy, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy khen ngợi họ. Đấy, hãy khen ngợi về những cái tính cách của họ, những thành quả họ đạt được. Đồng thời là gì ạ? Dùng một cái chiêu cực kỳ quan trọng, đấy là chiêu gì ạ? Chiêu khích tướng. Những cái vị tướng mà ngày xưa ấy, rất là mạnh mẽ, luôn luôn là gì ạ? Cứ đánh trận là tôi đánh trận đầu. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Gọi là phàm, gọi là cái gì nhỉ? Đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy, tức là gì ạ? Rất là mạnh nhưng mà lại không có chiến lược, không có gọi là sự suy nghĩ thấu đáo, chỉnh chu. Cho nên là gì ạ?
cho nên là họ rất là dễ bị gọi là chết trận. Bởi vì sao ạ? Cứ xông về phía trước thôi, kiểu gì cũng chết trước, đúng không ạ? Rất khó để đi xa nếu như mà tiếp tục ở vị trí 2D như vậy. Sau cái vị trí 2D thì bắt đầu đến cái tính cách nhóm DI hoặc nhóm ID. Thì nhóm DI và nhóm ID ấy, thì nó có những cái tính cách rất là gần nhau. Nó chỉ có hơi thiên về cái nhóm này một tí, thiên nhóm kia một tí. Thì chúng ta sẽ thể hiện từng cái nhóm tính cách vào những cái hoàn cảnh khác nhau. Ta có hai cái nhóm tính cách ở trong con người chúng ta sẽ thể hiện hai cái nhóm tính cách khác nhau. Một cái nhóm tính cách ở bên trong và một nhóm tính cách bên ngoài. À, nhóm tính cách bên trong là sao ạ? Nhóm tính cách bên trong đó là tính cách mà chúng ta sẽ thể hiện ra khi mà không có ai ở bên cạnh. Khi mà chúng ta không cần phải cố gắng để thể hiện mình với bất kỳ ai. Thì cái nhóm đấy là gọi là nhóm bên trong hay nhóm bẩm sinh. Còn cái nhóm thứ hai đó là nhóm tính cách mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài. Đó là khi mà chúng ta ở bên ngoài, chúng ta cần nói chuyện với mọi người, chúng ta giao tiếp với mọi người, hoặc là chúng ta có một cái mục tiêu gì đó. Thì khi đó thì chúng ta sẽ thể hiện cái nhóm tính cách ở bên ngoài. Cái nhóm tính cách bên trong là tính cách bẩm sinh, sinh ra đã có rồi. Còn nhóm tính cách bên ngoài có thể là do môi trường, do học tập, do gia đình, do những cái tác nhân xung quanh tác động khiến cho chúng ta thay đổi. Ví dụ như này, ở bên trong mình là nhóm Y, nhưng mà gì ạ, dòng đời xô đẩy bắt mình đi làm kế toán, thì mình phải gì ạ, mình phải thể hiện cái tính cách của nhóm C, tức là cẩn thận, chi tiết, chu đáo, đấy, tỉ mỉ, đấy, nghiên cứu. Và khi mình là nhóm Y, ở bên trong mình là nhóm Y, mình rất vui vẻ, mình thích hòa đồng, mình thích nói chuyện với mọi người, mà lại cứ bắt mình ngồi dò từng cái con số một, thì mình cảm thấy không vui. Mình vẫn cố gắng mình làm được, nhưng mình không vui. Đấy. Mình làm với một cái tâm trạng là gì ạ? Làm cho nó xong và hoàn thành công việc, chứ không có cái chuyện là đam mê công việc. Và chính vì mình không đam mê công việc cho nên là mình không tìm hiểu, không nghiên cứu tất cả những cái thứ ngành nghề xung quanh cái công việc mà mình đang làm. Dẫn tới là gì ạ? Mình làm công việc đó nhưng mà nó không phát triển được, mình không kiếm được tiền, mình không thành công, cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là đau khổ. Đấy. Thì nếu như mà nhóm tính cách bên trong và nhóm tính cách bên ngoài nó trùng nhau ấy, thì chúng ta sẽ là cái người sống thật, tức là gì ạ? Mình ở nhà sao thì ra ngoài cũng vậy. Đấy, đúng không ạ? Và thông thường một người ấy, nó không ở một nhóm tính cách. Rất ít người thuộc nhóm 2D hoặc 2Y hoặc 2S hoặc 2C. Đa số mọi người sẽ pha trộn các nhóm tính cách khác nhau. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không ở một mình, mà chúng ta còn kết hợp với rất nhiều những cái người khác. Ví dụ như là cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, thầy cô, rồi đồng nghiệp, rồi các sếp, rồi những cái người thầy. Mình bị ảnh hưởng bởi rất nhiều tính cách của nhiều người khác nhau, dẫn tới là mình sẽ có nhiều nhóm tính cách khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên cái nhóm tính cách bẩm sinh thì vẫn là cái nhóm mà gì ạ, nó gọi là tính cách của mình. Và mình phải biết được cái nhóm bẩm sinh của mình là gì, và mình lựa chọn cái công việc hoặc cái môi trường nó phù hợp với nhóm tính cách bẩm sinh của mình, thì mình sẽ phát huy được thế mạnh của mình, đúng không ạ? Nếu mà mình làm ngược với cái nhóm tính cách của mình ấy, thì mình sẽ làm nhưng mà nó không hiệu quả, và kết quả là mình sẽ không kiếm được nhiều tiền, mình không đam mê cái công việc đó, mình không yêu thích cái công việc đó, cho nên mình không kiếm được nhiều tiền. Rồi, thế bây giờ quay trở lại cái nhóm tính cách DI và ID. Cái nhóm tính cách DI là nhóm tính cách của cái người gì ạ? Người tìm kiếm, người khai phá. Cái nhóm DI ấy, là cái nhóm là gì ạ? Nhóm D là rất là thích thử thách, rất là thích khám phá, rất là thích tìm tòi cái mới. Nhóm Y cũng là thích tìm tòi cái mới. Thế là hai cái nhóm này kết hợp với nhau thì là gì ạ? Rất thích cái mới, rất thích cái sự sáng tạo. Tuy nhiên cái người nhóm D mạnh hơn, cái tính cách nhóm D mạnh hơn, cho nên họ thích những cái gì đó độc lạ và thử thách. Đấy. Cho nên họ sẽ là những cái người khám phá hoặc là những cái người chinh phục, họ là những cái người mà gì ạ, đi tìm cái vùng đất mới. Đấy. Họ là người khai phá ra những thị trường mới. Họ là những người tạo ra những cái gì đó mới. Còn những cái gì cũ, ví dụ như này, có những người ấy, rất thích đi mở những công ty mới. Đấy. Nhưng mà cái công ty đấy sau một thời gian nó đi vào hoạt động ổn định rồi, nó rất là buồn, chán và không còn thử thách nữa rồi, thì họ lại gì ạ? Họ lại không vui nữa. Họ lại đi tìm một cái gì đó mới mẻ, thử thách để họ làm. Thì đấy là thuộc nhóm gì ạ? Nhóm DI. Đấy là nhóm gì ạ? Nhóm tìm kiếm. Nhóm
gọi là khai phá những cái thị trường mới, khai phá vùng đất mới. Đấy. Ngoài ra thì nhóm ID thì mạnh hơn. Cho nên là gì ạ? Là họ tập trung vào con người hơn. Đó. Và khi họ tập trung vào con người nhưng họ vẫn có cái tính là gì ạ? Thích cái điều mới lạ, thích cái sự sáng tạo, thích cái sự đột phá, thích cái sự thay đổi. Đấy. Cho nên họ là cái người mà chấp nhận các cái rủi ro, gọi là người chấp nhận rủi ro. Đấy. Hay là cái người là gì ạ? Hay người liều lĩnh. Đó. Những cái người nhóm ID ấy, thường họ phá những cái luật, họ thường thích phá những cái luật. Họ không có tuân thủ theo những cái luật. Nhóm Y là cái nhóm là gì ạ? Là không có nhớ được những cái quy luật. Bởi vì sao ạ? Là họ không để ý. Họ không để ý những cái thứ đó. Họ chỉ để ý đến gì ạ? Đến làm sao để cho nó vui, làm sao để trở nên cái người thân thiện thôi. Chứ còn cái quy trình, quy định là họ không để ý. Ví dụ đi ngoài đường ấy. Đi ngoài đường mà gặp đèn xanh đèn đỏ thì thằng nhóm D sẽ làm gì ạ? Tìm cách là xem có công an không để mà gì ạ? Để vượt đèn đỏ. Cái người nhóm Y thì sao ạ? Cái người nhóm Y thì họ vượt đèn đỏ nhưng họ đèn đỏ à? Họ chẳng nhìn thấy đèn đỏ luôn. Cái người nhóm S thì sao ạ? Nếu mà thấy mọi người dừng thì mình dừng, thấy mọi người đi thì mình đi. Cái người nhóm C thì sao ạ? Đèn chưa đỏ đã chuẩn bị dừng rồi và dừng đúng cái vạch luôn. Đấy, rất là tuân thủ luôn. Ok không ạ? Đó là hai cái nhóm tính cách DI và ID. Thì DI và ID ấy, thì là hai cái nhóm tính cách nó sẽ có sự pha trộn một chút. Vừa nhóm D mạnh mẽ, tập trung vào mục tiêu nhưng mà vẫn gì ạ? Vẫn hướng về con người. Cho nên họ thường ấy là họ là sẽ là những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Còn nhóm D ấy thì chỉ là cái gọi là tướng rồi, nếu mà 2D ấy chỉ là tướng rồi nhưng mà rất là ngu ngốc. Nói thật luôn, nếu mà D không ấy, chỉ có 2D không ấy, thì rất là ngu ngốc, hơi ngáo ngáo. Đấy. Rất là mạnh mẽ nhưng chỉ làm gì ạ? Là con tốt thí thôi. Đấy. Để mà trở thành cái người lãnh đạo thì họ thường họ sẽ ở cái vai trò là DI và ID. Và những cái người ID và DI ấy, họ thường là như này. Họ thích dẫn dắt người khác. Bởi nhóm Y là cái nhóm truyền cảm hứng, nhóm ảnh hưởng. Nhóm D là nhóm khai phá, nhóm đi tìm cái mới. Cho nên họ thường sẽ là cái người dẫn dắt người khác. Họ lao phía trước nhưng họ gì ạ? Họ vẫn quan tâm đến cái việc là có những người nào đi theo mình ở phía sau. Còn nhóm D là lao phía trước là quên mất luôn là có thằng nào đi theo mình phía sau không. Có khi là gì ạ? Quân lính nó chạy hết rồi, có một mình chiến đấu. Thì nhóm DI và ID thường rất là thành công, rất dễ thành công. Và họ đều là những cái lãnh đạo, đều những leader. Tuy nhiên thì họ thành công ở một cái mức độ nhất định thôi. Để mà thành công một cách thực sự thì ID và DI thì cũng chưa đủ. Nhưng mà số lượng, tỷ lệ cái số người DI thành công ấy, nó nhiều hơn so với các nhóm khác. Đấy, cho nên nếu anh chị em làm kinh doanh hoặc là xây dựng gia đình hoặc bất kể cái gì ấy, chúng ta muốn dẫn dắt người khác hoặc muốn thành công ấy, thì chúng ta phải trở thành cái người ID. Là nhóm Y cao là 2Y, tức là Y và Y, bên trong Y bên ngoài Y ấy. Thì những người này ấy, cực kỳ bốc đồng, thích nói nhiều, nói lan man, nói lung tung hết cả. Nói thậm chí còn không quan tâm đến người khác có nghe hay không. Người khác họ chán rồi, họ ngáp rồi, họ nhắm mắt, họ ngủ rồi, họ vứt điện thoại một chỗ rồi, cứ nói. Chẳng cần biết là cái thằng kia nó có nghe hay không. Đấy, thỉnh thoảng Huy có những cái người ấy, mà nói chuyện với mình mà nói chuyện lan man nhiều đến mức mà mình vứt điện thoại đấy xong mình làm việc khác. Xong khoảng độ nửa tiếng sau mình quay ra mình ok thì nó bắt đầu lại nói thêm nửa tiếng nữa. Cũng chẳng cần quan tâm mà mình có nghe hay không. Đấy là cái nhóm Y cao nó như vậy. Và đôi khi ấy, là họ không biết họ nói gì. Họ nói xong họ quên. Đó. Gọi là não cá vàng ấy. Tức là nói xong quên. Đấy. Và đang ở chủ đề này, chuyển sang chủ đề khác rất nhanh. Đó. Nhưng cái người nhóm Y ấy, là cái người cực kỳ nhiệt tình. Họ không làm gì được thôi, họ cực kỳ nhiệt tình. Họ đã làm thì họ rất nhiệt tình. Ai cũng nhìn thấy cái năng lượng ở bên trong của họ. Đó. Và họ rất thích những cái ý tưởng. Cho nên họ trong đầu họ nhiều ý tưởng lắm. Ý tưởng này chưa kết thúc thì ý tưởng khác đã xuất hiện rồi. Họ rất nhiều mục tiêu, nó gọi là đa mục tiêu.
hay là Huy hay trêu nó gọi là hòa thượng thích đủ thứ, tức là cái gì cũng thích. Ủa cái này hay nhỉ, ui cái kia hay nhỉ, ui cái này thích nhỉ, đấy, ui tao vừa mới có ý tưởng này, ôi ý tưởng này, thế mình vừa hỏi ý tưởng này triển khai đâu à? Không, bây giờ tao đã làm ý tưởng khác rồi, xong quay ra 5 phút sau lại thấy làm ý tưởng khác rồi. Cho nên là gì ạ? Họ quá nhiều ý tưởng, quá nhiều mục tiêu, cho nên họ sẽ gì ạ? Họ sẽ không có sự tập trung, và khi đó thì họ sẽ không kiên trì với công việc gì, rất là dễ bỏ cuộc. Đấy, cái người y cao là như vậy. Đó. Thì cái điểm yếu của người y cao ấy, đó là gì ạ? Là họ không biết lắng nghe. Họ không biết lắng nghe và không biết thấu hiểu người khác. Họ lúc nào cũng mong muốn là người khác phải yêu mến họ, và họ lúc nào cũng muốn là trở thành trung tâm, là hố đen của vũ trụ, tức là thu hút tất cả mọi người. Đó. Nói liên thuyên, nói thao thao bất tuyệt. Đấy, anh chị em để ý có những người như vậy, thích nói đến mức như thế. Không cho họ nói thì đấy là một cực hình. Thì đấy là người nhóm y cao. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là nhóm IS và nhóm SI. Nhóm IS ấy là một nhóm gọi là gì ạ? Là người thân thiện, người bạn tuyệt vời. Những người mà nhóm IS ấy, bởi vì sao ạ? Họ vừa vui vẻ, thân thiện, hoạt bát, năng lượng, đáng yêu. Nhưng mà lại gì ạ? Nhưng mà lại rất biết lắng nghe, biết để ý đến cái cảm xúc của người khác. Biết để ý đến những cái mong muốn, những cái yêu cầu hoặc là những cái suy nghĩ của người khác. Cho nên khi nói chuyện với nhóm IS ấy, là mình sẽ cảm thấy rất là duyên dáng, rất là dễ chịu. Nó không kiểu khó chịu giống như là nói chuyện với nhóm Y không. Nhóm Y không mình cứ bị họ cuốn từ cái này cái kia, nghe thì rất là hút. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nghe xong thì bắt đầu thấy chán. Nghe xong thì là không thích nữa. Tức cái người nhóm Y cao ấy thì họ rất dễ để làm cho người khác tin họ hoặc là làm cho người khác thích họ. Nhưng mà gì ạ? Cái thời gian ấy rất là ngắn. Thích được khoảng độ 3 ngày bắt đầu phát hiện ra là thằng này toàn chém gió. Toàn gì ạ? Nói mà không chịu làm. Đấy, nhóm y cao là vậy. Toàn là nói thôi không làm. Và rất dễ bỏ cuộc. Và rất dễ thay đổi. Hoặc là gì ạ? Nói thì hay nói quá. Nói là nói kiểu, nói không có chừng mực, nói không có bằng chứng, không có logic. Ví dụ như là cái sản phẩm của mình làm được 5 thứ thôi. Mình làm hẳn đến 50 thứ. Tức là nói vống lên, nói quá lên. Và nó hơi nói điêu. Đấy. Thì cái người mà không biết ấy thì mới nghe thì rất là hay, rất là thích. Nhưng cái người biết rồi thì họ lại sao ạ? Họ lại chán. Đấy, cho nên là gì ạ? À, khai phá ra những cái người mối quan hệ mới thì tốt. Nhưng mà giữ những mối quan hệ đấy với bên cạnh mình thì lại rất khó. Nhưng cái người IS thì lại khác. Những người IS thì họ vừa hòa đồng, vừa dễ dàng để kết nối, vừa nhẹ nhàng để mà gì ạ? À, giữ gìn cái mối quan hệ đó. Cho nên những người phụ nữ mà thuộc nhóm IS đấy là những người gọi là những người vợ tuyệt vời. Đấy, vừa duyên dáng, đáng yêu, xinh đẹp mà lại vừa biết chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình. Đó. Đấy, cho nên nếu anh chị em nào là vợ ấy, nếu chị nào là vợ ấy, thì hãy điều chỉnh mình để về cái nhóm IS, đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời. Tiếp theo là cái nhóm SI. Cái nhóm SI thì sao ạ? Cái nhóm SI thì cái S nó thiên mạnh hơn. Cho nên là gì ạ? Cho nên là hơi nhút nhát một chút, hơi chậm một chút. Đấy. Tuy nhiên thì họ cũng gì ạ? Khi mà gặp gỡ người ngoài ấy, thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ thể hiện cái nhóm Y. Đó. Khi mà ở một mình họ sẽ thuộc cái nhóm S. Đó. Và cái nhóm S là cái nhóm gì ạ? Nhóm gọi là quan tâm đến con người, thích chăm sóc, thích ẩn thân. Tức là họ sẽ vừa gọi là vừa phải trong cái việc mà mở rộng mối quan hệ, nhưng mà cũng vừa phải trong cái việc mà chăm sóc bản thân, gia đình ở bên trong của mình. Đó. Nó không có việc, không có chuyện là quá ở bên ngoài, tức là quá hướng ngoại mà cuối cùng là quên mất những cái sự chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình của mình. Đó. Thì cái người nhóm SI này là thuộc nhóm những cái người nó gọi là những người cộng tác. Bởi vì sao ạ? Cái người này ấy, họ vừa có ý tưởng sáng tạo, vừa hiểu được người khác,
Nhưng mà họ vừa là gì ạ? Họ vừa có cái sự cẩn thận, vừa cái sự là gì ạ? Chậm lại để họ có thể thực hiện các cái ý tưởng đó. Và họ rất thích hỗ trợ cho những cái người khác. Họ hiểu mọi người và là họ sẵn sàng nhận các nhiệm vụ để mà hỗ trợ mọi người. Đấy, họ thích được hỗ trợ cho mọi người. Đấy. Đấy, tuy nhiên thì họ hiểu được những ý tưởng của người khác. Nó không giống như cái người thuần S. Người thuần S đôi khi nó chậm quá, nói không hiểu. Cái thằng nhóm Y nó rất là nhanh, thằng nhóm S thì rất là chậm. Đấy. Thế thì nếu như mà cái thằng nhóm S thuần S ấy, nói chuyện với thằng thuần Y ấy, thì không thể nào hiểu được cái thằng Y. Bởi vì sao ạ? Thằng Y nó nói quá nhanh, đi quá nhanh. Còn trong thằng S thì lại quá chậm, suy nghĩ chậm, hành động chậm. Họ chậm nhưng mà họ tập trung vào con người, quan tâm đến con người. Đấy, cho nên họ sẽ là những người cộng tác tuyệt vời. Nếu mà chúng ta có những cái người cộng tác như nhóm SI ấy, thì họ sẽ là những người trợ lý, họ sẽ là những người thư ký, họ sẽ là những cái người gọi là chăm sóc khách hàng, họ sẽ là những người lễ tân rất là tuyệt vời. Bởi vì lễ tân ấy thì là họ là cái người thích để gọi là làm việc với con người, nhưng mà lại sẵn sàng gọi là ở chấp nhận ở cái vị trí đó. Họ chấp nhận đứng phía sau để mà hỗ trợ mọi người, nhưng mà họ cũng sẵn sàng là gì ạ? Là giao tiếp với mọi người, không có ngại. Cái nhóm mà S thuần S ấy thì không thể làm lễ tân được. Nhóm thuần S mà làm lễ tân thì họ rất là sợ, họ rất là ngại để giao tiếp với con người, cho nên họ không làm lễ tân được. Lễ tân phải là nhóm SI, thư ký hoặc là những cái người trợ lý, thì họ phải là những người S và Y. Đấy, có thêm một chút C nữa thì tốt. Đấy là nhóm của những cái người cộng tác. Những người thuần S thì sao ạ? Thì họ là cái người khá là nhút nhát, rụt rè. Tuy nhiên họ là cái người mà hòa giải cực kỳ tốt. À, khi mà trong công ty hoặc là trong đội nhóm ấy, nó có những cái sự xung đột, thì người nhóm S này, thứ nhất họ không thích căng thẳng, họ không thích cãi nhau, họ không thích những cái xung đột. Cho nên họ thường là họ sẽ hòa giải. Họ bảo là thôi mọi người bình tĩnh đi mà, thôi ra nói chuyện với người này tí, ra nói chuyện với người kia một tí. Cho nên họ sẽ là cái người mà gì ạ, dịu dàng, nhẹ nhàng để mà xoa dịu những cái người khác. Những cái xung đột xảy ra ấy, chủ yếu do ông C và ông D tạo ra. Ông C và ông D là những người thường xuyên tạo xung đột. Đấy. Và khi họ có những cái cảm xúc nó bộc phá lên ấy, thì cái người nhóm S họ không có bộc phá lên, bởi vì bên trong họ không có những cái tính cách đấy. Cho nên họ gì ạ? Họ chấp nhận được. Thậm chí là chửi họ, mắng họ, họ vẫn bình tĩnh, họ vẫn cười. Đấy. Thậm chí là gì ạ? Thậm chí là quát vào mặt họ thì họ vẫn gì ạ? Họ vẫn nhẹ nhàng, họ không quát lại. Thế còn thằng nhóm D ấy, bình thường thì không sao. Nhưng mà động vào nó phát thì nó sao ạ? Nó tính nóng như kem ấy, đụng vào phát là nó gì ạ? Nó bùng nổ lên ngay. Đấy, thằng nhóm C thì sao ạ? Thằng nhóm C thì đụng một cái thì nó chưa bùng lên đâu. Nhưng mà bụng một cái, hai cái, ba cái, mười cái thì nó gọi là con sâu xéo mãi cũng quằn ấy. Nó gọi là hiền nhưng mà cục ấy. Thì thằng nhóm C là dạng đấy, hiền nhưng mà cục. Thằng nhóm D là gì ạ? Đụng một phát là gì ạ? Nó nóng ngay ngay. Đụng một phát là sửng cồ lên ngay. Nhưng mà sửng cồ xong quá là quên ngay. Đấy, tức là gì ạ? Nhanh nóng nhưng mà nhanh quên. Đấy, ruột để ngoài da. Đấy. Còn thằng nhóm S thì sao ạ? Nhóm S thì lúc nào nó cũng điềm tĩnh, bình tĩnh, bình thường, chậm chạp, nhút nhát và hỗ trợ. Đấy. Chứ không có chuyện là bùng nổ đâu. Nhóm S thì không có chuyện bùng nổ. Đấy. Có nhóm C thì có chuyện bùng nổ, thôi nhóm S thì không có. Đấy. Cho nên là nhóm thuần S ấy, thì họ sẽ dễ bị mất những cái cơ hội. Ví dụ như này, mình nhìn thấy cô này rất thích rồi, nhưng mà không dám tỏ tình bởi vì sợ. Đấy. Có người nhóm S họ suy nghĩ rất là nhiều. Họ cứ nghĩ là không biết là mình làm cái này họ nghĩ thế nào, mình làm thế kia thì họ có thích không nhỉ? Mình ra tỏ tình thì lỡ mà họ từ chối thì sao nhỉ? Thì xấu hổ lắm nhỉ? Thì chắc là ấy. Thì cho nên là gì ạ? Những người nhóm S họ nghĩ nhiều quá, mà họ nghĩ cái kiểu nghĩ quẩn ấy. Nó cứ luẩn quẩn này. Nó không thoát ra được. Đấy. Cho nên họ mất rất nhiều thời gian để nghĩ. Đó. Và họ rất là đau buồn, rất là đau khổ. Cho nên nếu mà ai mà thuộc nhóm S, mà thuần S, nhóm 2S ấy, thì thứ nhất đó là mình không giàu được, không thành công được, không kiếm tiền được. Rất khó để kiếm tiền, rất khó để thành công. Bởi vì sao ạ? Họ không có tính cạnh tranh. Mà thương trường là chiến trường. Bây giờ mình không cạnh tranh thì mình không thể nào thành công được. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì ạ?
là họ quá lo lắng cho mọi người xung quanh, dẫn đến là họ không không quan tâm đến bản thân họ luôn. Tức là họ hy sinh vì mọi người đến mức mà họ quên mất bản thân của họ. Nhưng mà thực tế là nhỉ, khi mà mình hy sinh cho mọi người quá nhiều mà quên mất bản thân mình ấy, thì mọi người cũng không thích đâu. Và cuối cùng mình cũng không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy. Đấy. Và cái người nhóm S, thuần S ấy, thì họ cũng rất là ngại trong cái việc học tập, phát triển bản thân. Họ thích cái sự an toàn, họ thích cái sự gì ạ, ổn định. Nói chung là cái gì mà đang làm như nào thì cứ giữ nguyên như vậy thôi. Bởi vì cứ thay đổi là họ ngại, họ sợ lắm. Đó. Cho nên khi mà chúng ta kinh doanh, chúng ta bán hàng cho người nhóm S ấy, thì cũng phải hết sức là kiên trì. Đấy. À, và phải gần gũi họ, phải làm cho họ trở nên tin tưởng mình. Đấy, bằng cách là gì ạ? Bằng cách coi họ giống như người thân, người nhà, tâm sự với họ và lắng nghe những cái tâm sự của họ. Cái người nhóm S họ cũng gì ạ? Họ cũng thích chia sẻ, nhưng mà họ chỉ chia sẻ với một vài người thôi. Họ không chia sẻ với nhiều người đâu. Đấy, cho nên bạn của họ không nhiều, nhưng mà người nào đã là bạn của họ ấy, thì thường nó sẽ là bạn suốt đời luôn, bạn trọn đời luôn, bạn rất là thâm giao. Họ rất biết nghĩ cho người khác, rất biết hy sinh cho người khác. Cho nên người nhóm S là nhóm người hy sinh, nhóm người hỗ trợ, là nhóm người rất tuyệt vời, tuy nhiên lại là những nhóm người thiệt thòi nhất trong xã hội. Đó. Ok, tức là tất cả những người nào mà thuần S, thuần Y, thuần D, thuần C thì họ bộc lộ cái điểm mạnh của họ rất là cao, nhưng mà cũng bộc lộ cái điểm yếu của họ rất là cao. Và những người mà quá mạnh về một thứ và quá yếu một thứ ấy, thì thường là sẽ không thành công được trong cuộc sống, hoặc là cực kỳ thành công, hoặc là gì ạ, hoặc là cực kỳ là không thành công. Đấy, ok em ạ. Rồi, tiếp theo là cái nhóm CS và nhóm SC. Đấy, nhóm CS và nhóm SC. Nhóm CS thì thuộc gọi là nhóm kỹ thuật viên. Nhóm SC thì nhóm là gì ạ? Là những người gọi là xây dựng cái nền móng. Đấy, nhóm SC thì họ vừa có tính cách của nhóm S, đó là tính cách của cái sự yêu thương, chu đáo. Đấy, yêu thương, chu đáo, giúp đỡ mọi người. Còn nhóm C, họ có một chút nhóm C, họ có tính cẩn thận, họ có tính chi tiết, họ có tính quy trình, họ có tính nguyên tắc, họ có tính tuân thủ. Cho nên họ đã chậm thì lại càng chậm, đúng không ạ? Cái nhóm SC ấy, là nhóm chậm 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 chậm, nhưng cái thằng C ấy, là cái thằng nói chậm nhưng mà nghĩ cực nhanh. Thằng D là gì ạ? Là làm nhanh nhưng mà nghĩ chậm. Đấy. Thằng Y ấy thì nói nhanh mà nghĩ cũng nhanh. Thằng nhóm S ấy thì nghĩ chậm mà nói cũng chậm. Cho nên là gì ạ? Là thằng S mà kết hợp với thằng C ấy thì làm sao ạ? Là bắt đầu nó suy nghĩ nhanh hơn rồi, bắt đầu nó biết nghĩ cho bản thân hơn rồi, cho nên nó giảm được những cái điểm yếu của nhóm S, tức là không có bị thiệt thòi quá nhiều, không có hy sinh quá nhiều. Đấy. Và là cái người gì ạ? Cái người kỹ thuật, tức là gì ạ? Họ chấp nhận cái người nhóm S, họ chấp nhận cái vai trò của họ là cái vai trò đứng sau, họ không muốn lao phía trước. Đấy. Cho nên là họ sẽ hơi gọi là thiếu cái chí tiến thủ một chút, đúng không ạ? Tuy nhiên họ lại là cái người làm được việc, cho nên họ thuộc cái nhóm là gì ạ? Chuyên viên kỹ thuật, cứ lặng lẽ ngồi làm thôi, không cãi, cũng không nói gì cả, ai nói gì bảo sao làm vậy. Cái thằng nhóm C ấy, bảo nó còn chưa chắc nó đã làm cơ, bởi vì sao ạ? Nó là cái thằng rất là nguyên tắc đó. Nhưng mà thằng SC ấy, thì nó ít nguyên tắc hơn, nó cứ cặm cụi nó làm, bảo sao nó làm vậy, và cũng rất là thân thiện. Cho nên cái những người nhóm SC ấy, nếu mà trong đội nhóm chúng ta có những người nhóm SC ấy, chúng ta thấy là gì ạ? Là họ là người rất là chăm chỉ và rất là follow. Mình bảo sao là họ làm đúng như vậy. Còn thằng nhóm C, đặc chủng nhóm C ấy, thì nó cũng không phải là tuân thủ theo ý kiến của người khác đâu, mà nó tuân thủ theo gì ạ? Theo cái quy tắc của nó. Và thằng nhóm C là cái thằng mà gì ạ?
là sẵn sàng đứng lên đấu tranh. Nhưng thằng SC thì không. Thằng SC thì nếu mà cái ý kiến của nó như này, nhưng mà ý kiến của sếp là khác, thì nó gì ạ? Nó sẵn sàng làm theo ý kiến của sếp. Đó. Nhưng nó khác của thằng nhóm S, đó là nó làm được việc. Còn thằng S không ấy, thì chỉ được có mỗi cái là yêu thương thôi, chứ không có làm được việc. Giao việc cho nó là gì ạ? Là thường là hỏng việc. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi S thuần chủng thì nó không có chi tiết, nó không cẩn thận. Đó. Nó cũng không chu đáo. Nó thích yêu quý mọi người nhưng mà lại vụng, tức là không có nghĩ trước nghĩ sau. Đó. Nghĩ thì nghĩ rất nhiều nhưng mà lại không gọi là nghĩ trước nghĩ sau, không có nghĩ một cách toàn vẹn. Nên thằng nhóm C thì nó nghĩ nhưng mà nó lại tập trung vào cái mục tiêu, tập trung vào công việc. Cho nên là khi mà giao việc cho nó thì nó có trách nhiệm hoàn thành công việc. Còn giao việc cho thằng nhóm S ấy, S thuần chủng ấy, thì nó không quan tâm đến công việc. Nó dẫn đến là cái công việc nó không hoàn thành được. Đấy. À, cho nên là nếu mà chúng ta có những người nhân viên hoặc có những cái người mà cấp dưới của mình thuộc nhóm SC, nhóm CS, thì đây là những cái nhóm kỹ thuật viên, những cái nhóm xây dựng những cái quy trình, xây dựng cái nền tảng rất là tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Nhóm C mà có S thì họ rất là biết lắng nghe. Còn nhóm C thuần chủng thì họ lại không biết lắng nghe. Họ chỉ quan tâm đến cái suy nghĩ của họ thôi. Và họ rất thích tranh luận, rất thích nói chuyện về đúng hay sai, rất thích tranh luận. Và tranh luận đến mức mà gì ạ? Cùn luôn, cãi cùn luôn. Không bao giờ chịu thừa nhận mình là sai hết. Đấy, cái người nhóm C thuần chủng ạ. Đấy, còn nhóm CS thì là cái nhóm là gì ạ? Là xây dựng cái nền tảng. Tức là gì ạ? Cái C của họ mạnh hơn, cho nên họ xây dựng cái quy trình. Nhưng họ vẫn bám sát theo những cái hướng dẫn, theo những cái quy định, theo những cái định hướng của những cái vị lãnh đạo, của những người đi trước. Đó, bởi vì họ có S, họ biết lắng nghe. Đấy, còn thằng C thuần chủng thì sao ạ? Thằng C thuần chủng thì nó gọi là người phân tích, hay người đi soi ấy. Ví dụ như là những cái chuyên gia về phân tích về chứng khoán, phân tích về các cái chỉ số, rồi là nhà phê bình kiểu vậy. Tức là họ chuyên đi soi. Đấy, hoặc là luật sư. Đấy, những cái công việc mà yêu cầu cái sự gì ạ? Khách quan, cái sự chính trực, cái sự là gì ạ? Cái sự mà công bằng. Đó. Họ rất công bằng, cái người nhóm C họ công bằng vô cùng luôn. Cái gì mà họ nhìn thấy cái gì mà nó không công bằng, họ khó chịu lắm, họ ngứa mắt lắm. Kiểu gì họ cũng phải gì ạ? Họ cũng phải tìm cách nào đấy để họ đấu tranh để đạt được cái sự công bằng. Đó. Tuy nhiên nếu mà nhóm C thuần chủng thì họ cũng chưa sẵn sàng đứng dậy để mà chống lại những cái thế lực lớn hơn họ. Bởi vì họ quan tâm đến bản thân. Cho nên họ sẽ có cái tính cách như này. Đó là với những cái người mà ở bên dưới họ, thấp hơn họ ấy, thì họ sẽ áp đặt. Nhưng với những người bên trên ấy, thì họ sẽ sao ạ? Họ sẽ không nghe. Họ sẽ chê bai, họ sẽ tìm cách vùi dập. Hoặc là họ sẽ gì ạ? Họ sẽ không có follow theo. C thuần chủng nó là như vậy. C thuần chủng là một cái nhóm phải nói là cực kỳ khó chịu. Khi mà làm việc với người C thuần chủng cực kỳ khó chịu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ chỉ biết đúng với sai theo cái quan điểm của họ thôi. Kể cả có nhiều thứ họ sai rành rành nhưng họ vẫn không chịu. Họ không chịu nghe, không chịu thay đổi, không chịu sửa. Đấy. Chỉ đến khi nào mà họ tự nhận ra thì lúc đấy họ sẽ sửa. Nhưng họ sửa một mình thôi. Họ cũng không nhận rằng là họ sai. Tức là họ sai rồi, họ sửa. Họ sửa. Nhưng mà họ không dám nhận với mình là tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Họ không dám nói câu đấy. Đấy, người nhóm C là như vậy. C thuần chủng là như thế. Đó. Và nếu như mà chúng ta là thuộc nhóm C ấy, thì chúng ta sẽ là những người nghiên cứu, những người phân tích, những người nghiên cứu tuyệt vời. Khi mà nghiên cứu phân tích cái gì ấy, họ sẽ quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Họ có khả năng tập trung cực kỳ cao. Khi mà họ đang yêu thích một cái lĩnh vực nào đó ấy, thì họ sẽ đào sâu nghiên cứu cực kỳ sâu.
Và họ không phải là những người hiểu rộng, tức là họ không phải biết nhiều thứ, nhưng cái gì họ biết, họ đều biết rất là sâu, họ đều nghiên cứu rất kỹ. Đó. Ví dụ như người nhóm Y hoặc nhóm D thì là những người là gì ạ? Cái gì cũng biết nhưng chẳng biết cái gì. Còn những người nhóm C thì họ đã biết thì họ biết rất sâu. Và khi mà cãi nhau hoặc nói đụng vào cái ngành nghề hoặc lĩnh vực của họ ấy, thì họ có thể thao thao bất tuyệt, họ nói rất là nhiều nhưng chỉ nói về cái lĩnh vực đấy thôi. Ngoài lĩnh vực đấy ra thì họ không biết gì cả. Đấy là những người nhóm C, gọi là C cao ấy. Họ tập trung vào việc nghiên cứu. Cho nên những người nào thuộc nhóm C mà C thuần chủng, C cao ấy, thì chúng ta hãy chọn những công việc liên quan đến nghiên cứu, liên quan đến phân tích, liên quan đến máy móc, ví dụ lập trình viên, hoặc là những cái liên quan đến điều khiển hoặc là sửa chữa máy móc. Ví dụ như là các người thợ, thợ sửa máy móc, thợ sửa xe máy các thứ. Nhưng mà nếu mà người thợ sửa xe máy mà làm việc với con người, tức là gì ạ? Là phải làm giám đốc hoặc là làm trưởng các bộ phận chẳng hạn. Mà C thuần chủng thì không thể làm trưởng các bộ phận được. C thuần chủng chỉ làm kỹ thuật thôi, chỉ làm nghiên cứu thôi. Chứ còn lên các vị trí cao hơn thì bắt buộc họ phải có thêm cái nhóm tính cách khác. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là nhóm CD và nhóm DC. Đấy. Nhóm DC là nhóm người thách thức. Đấy, còn nhóm CD là nhóm người cầu toàn. Đấy. Nhóm DC thì D mạnh hơn C, cho nên là gì ạ? Là họ luôn luôn thử thách bản thân mình. Họ thích tự làm mọi thứ. Cái gì họ cũng tự làm. Cái gì họ phải tự hành động, tự mầy mò vào thì họ mới thích. Đó. Thì những cái nhóm người DC ấy, họ rất thích những cái thử thách, rất thích những khó khăn. Và khi mà chinh phục được những khó khăn ấy, thì đấy là niềm vui của họ. Làm cái việc gì mà đều họ không thích. Họ phải làm cái việc gì đó mà tạo ra sự đột phá và vượt qua cái sự an toàn của họ, vượt qua cái sự thử thách của họ. Đấy. Thì mỗi khi họ chinh phục được một khó khăn, họ cảm thấy đấy là một niềm vui. Đấy. Vì họ vừa có nhóm D mạnh mẽ nhưng vừa có nhóm C cẩn thận, cho nên những người này thường sẽ là những người làm quản lý. Họ thường sẽ là những người làm quản lý. Lãnh đạo thì nhóm DI, quản lý thì nhóm DC, được không ạ? Đấy. Cho nên anh chị em nào làm quản lý thì chúng ta phải vừa chi tiết nhưng mà phải vừa gì ạ? Vừa hướng về mục tiêu. Đó. Đó, thì đấy là cái tính cách của những cái người làm quản lý rất là tuyệt vời. Họ có sự quy trình, họ có sự chuẩn mực, họ có sự quyết tâm, họ có sự mạnh mẽ, họ có sự chịu trách nhiệm, dám đứng mũi chịu sào, và họ hướng tới mục tiêu nhưng cũng hướng tới gì ạ? Cũng hướng tới kết quả và hướng tới cái quy trình làm việc, tức là nó có những cái sự đúng đắn ở trong công việc. Đó. Thì nhóm DC là nhóm của những cái người quản lý. Còn nhóm CD, đấy, nhóm CD là nhóm của những cái người cầu toàn. Những người CD ấy, thì họ vừa có những quy tắc riêng của họ nhưng họ vừa áp đặt người khác cái quy tắc của mình. Nếu mà nhóm C thuần chủng ấy, họ có quy tắc của họ nhưng họ không dám áp đặt người khác. C thuần chủng ấy, thì họ không áp đặt cho người khác, họ chỉ áp đặt chính bản thân họ thôi. Họ khó khăn với chính họ thôi. Nhưng người khác mà không làm theo họ thì họ không làm gì được. Họ khó chịu nhưng họ không gây áp lực. Nhưng thằng C và D ấy, thì cái C nó mạnh hơn, cho nên nó có những cái nguyên tắc riêng của nó. Đấy, ví dụ như này, cái cốc để ở đây là phải để ở đây, để chỗ khác là ăn chửi ngay, ăn mắng ngay. Nhưng mà thằng C thuần chủng ấy là cái cốc của nó để ở đây, mà người khác để chỗ khác thì nó hậm hực thôi, nhưng nó không dám nói ra. Đấy, nó hậm hực, nó khó chịu, không làm ra là không hiểu tại sao nó cứ hậm hực, nó khó chịu. Mình chẳng làm gì sai cả, chỉ có mỗi là gì ạ? Cái cốc của nó để đây, mình để sang bên kia thôi, mà cứ thế nó hậm hực, nó khó chịu. Còn thằng CD thì sao ạ? Để cốc cho đây, cốc của tao để đây là phải để đúng chỗ này cho tao. Đấy, nó cái quy tắc, nó nguyên tắc như thế. Đấy. Rồi là gì ạ? Cái dép về để vào đúng chỗ là phải đúng chỗ. Đấy. Đấy là CD, nó rất là cầu toàn, là cái người thích hoàn hảo. Đấy. Và nếu như mà mọi việc nó không diễn ra theo bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 này, thì nó rất là khó chịu và nó sẽ gì ạ? Yêu cầu áp đặt người khác phải làm theo cái gì ạ? Cái yếu tố, cái mong muốn của nó. Đó. Thì
nó nguyên tắc nhưng mà nó lại thích áp đặt, cho nên nó trở thành cái người cầu toàn, và cái người này thì cũng là cái người quản lý rất là tốt, tuy nhiên thì sẽ không được lòng mọi người. Đấy, ví dụ thằng nhóm D, DC thì nó làm quản lý nhưng nó xông vào phía trước để nó gì ạ? Để nó làm gương. Còn ông CD này thì ông gì ạ? Ông lại lùi phía sau. Tức là ông làm quản lý, ông yêu cầu mọi người làm nhưng ông lại gì ạ? Ông lại lùi phía sau và ông đẩy những người khác lên làm trước. Cho nên là gì ạ? Cho nên người ta tôn trọng ông bởi vì ông ấy giỏi, ông ấy làm được việc. Nhưng người ta lại không gì ạ? Lại không không phục ông. Đấy. Thì đấy là cái nhóm tính cách về CD. Đúng không ạ? Như vậy là vừa rồi chúng ta đã sẽ đi qua được 12 cái nhóm tính cách. Đó. Được gọi là phân tích ra từ 4 nhóm tính cách cơ bản. Tiếp theo là chúng ta đến với hai cái nhóm tính cách đặc trưng đặc biệt nữa. 4 nhóm tính cách đặc biệt nữa. Đấy là nhóm DS, SD, nhóm IC và nhóm CI. Tức là gì ạ? Anh chị em thấy là gì ạ? Họ sẽ thuộc cái hai cái nhóm tính cách ngược nhau như này. Đấy. Và bốn cái nhóm tính cách này ấy, thì Huy gọi là nhóm tính cách gọi là có sự mâu thuẫn. Ví dụ như này, ở bên ngoài thì họ rất là mạnh mẽ. Đấy, có những ông sếp ấy, đi ra ngoài thì gọi là hét ra lửa, rất nhiều mọi người là sợ, rất nhiều mọi người là nể. Nhưng mà về nhà thì sao ạ? Về nhà thì nghe vợ răm rắp, vợ nói câu gì là cấm không dám cãi, nhát như con chi chi ấy. Đấy, về nhà vợ bảo nấu cơm là nấu cơm, vợ quét nhà là quét nhà, bảo là giặt đồ là giặt đồ, đấy, bảo đi đâu thì là đi đúng như thế. Đấy, thì họ sẽ có hai nhóm tính cách đối đối ngược nhau, đấy, một nhóm tính cách bên ngoài, nhóm tính cách bên trong là khác nhau hoàn toàn luôn, đúng không ạ? Và những người thuộc nhóm tính cách mà đối ngược nhau như này ấy, thì thường họ sẽ rất là đấu tranh nội tâm và họ rất là đau khổ, họ không biết họ là ai, không biết điểm mạnh của họ là gì, điểm yếu của họ là gì, và dẫn đến cái tình trạng là họ cứ loanh quanh đi, loanh quanh trong sân, đi loanh quanh trong sân như con gà, như con gà. Thế thì làm sao? Thì nếu như họ không được phát triển về mặt trí tuệ thì họ sẽ rất là mệt mỏi, bởi vì họ không biết thực sự họ muốn gì, thực sự họ là ai. Họ vừa nhút nhát nhưng mà họ vừa muốn lao phía trước, họ vừa muốn khám phá nhưng lại vừa sợ hãi. Đó, cái nhóm DS và SD ấy. Đó, thì nếu mà nhóm S nổi trội hơn thì họ chỉ có mong muốn được khám phá thế giới nhưng họ không dám làm. Nếu mà nhóm D nhiều hơn thì họ dám làm, họ dám đi, nhưng mà vừa đi họ vừa nhát, vừa đi vừa sợ, vừa đi vừa run. Đấy, cho nên là gì ạ? Là họ cứ làm xong lại họ hối hận, làm xong lại lại thối tiếc, làm xong lại không làm cũng tiếc mà làm cũng tiếc. Thế thành ra là cứ loanh quanh và nó rất là mâu thuẫn. Đó. Thế thì nhóm SD và nhóm DS nó gọi là người vừa mạnh mẽ, vừa yêu thương. Nếu chúng ta biết cách để hòa đồng hai cái nhóm tính cách này thì những người mà có nhóm tính cách ngược nhau ấy thì đây là những người tuyệt vời. Tại sao Huy lại nói đây là những người tuyệt vời ạ? Bởi vì sao ạ? Họ có nhóm D thì họ rất gần để chuyển sang Y, rất gần để chuyển sang C. Họ có nhóm S, họ cũng rất dễ dàng để chuyển sang Y, họ cũng rất dàng chuyển sang C. Bởi vì C với S nó đều là hướng nội, S với Y đều là tập trung con người, D với Y đều là hướng ngoại, D với C đều tập trung mục tiêu. Cho nên là gì ạ? Những cái người mà có cái nhóm tính cách ngược nhau ấy thì họ rất là dễ để làm tròn cái gì ạ? Cái nhóm tính cách của mình. Đó. Nhưng không phải ai cũng biết cách. Và đấy là lý do khiến cho họ trở nên mâu thuẫn. Đấy là lý do khiến cho họ là gì ạ? Họ cứ thử làm cái việc này một tí, thử làm việc kia một tí. Nhưng mà họ vẫn không biết họ là ai, không biết là họ muốn gì, không biết họ thích cái gì. Đấy, vừa thích hòa đồng với mọi người, vừa thích ăn nhậu nhưng cũng vừa thích là gì ạ? Ngồi một mình tự kỷ. Đấy. Vừa thích có bạn bè, vừa thích nổi tiếng nhưng lại vừa không thích là gì ạ? Xuất hiện trước đám đông. Thế mới hay, thích nổi tiếng nhưng mà lại ngại xuất hiện trước đám đông. Đó. Nó kiểu như vậy. Thế thì làm sao ạ? Thì họ cứ ngồi họ nghĩ thôi, họ không biết là nên làm hay không nên làm. Thì hết thời gian luôn. Hết thời gian, chỉ mỗi ngồi nghĩ hết thời gian luôn. Đó.
Thì nhóm IC hay nhóm CI cũng tương tự như vậy. Nhóm IC thì sao ạ? Là họ Y mạnh hơn, cho nên họ sẽ hướng ngoại, họ sẽ lao ra bên ngoài, họ sẽ sáng tạo, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ làm cho mọi người yêu quý thân thiện họ. Tuy nhiên, khi mà về nhà ở một mình thì họ lại gì ạ? Họ lại rất là cẩn thận, rất là chu đáo, rất là chi tiết và rất là gì ạ? Là khắc nghiệt với bản thân. Đó. Thì những người mà IC ấy, hoặc là CI ấy, họ thường là những người làm cái công việc liên quan đến sáng tạo, nghệ thuật. Ví dụ như này, họa sĩ. Họa sĩ là người vừa có khả năng tưởng tượng nhưng vừa có khả năng thể hiện cái tưởng tượng nó ra trên cái bức vẽ của mình. Ví dụ như này, những cái người kiến trúc sư. Nếu mà nhóm Y không ấy thì họ chỉ là MC truyền hình hoặc làm diễn viên thôi. Chứ họ không làm kiến trúc sư được. Tức là gì ạ? Vừa có khả năng tưởng tượng, vừa có khả trí thông minh phong phú về mặt hình ảnh, nhưng họ lại phải vừa gì ạ? Biết cách để điều khiển các cái máy móc, các cái phần mềm để mà gì ạ? Vẽ ra được cái ngôi nhà. Đấy. À, những người IC hoặc CI thì họ có thể là những cái người nhà viết văn, nhà viết tiểu thuyết, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, kiểu như vậy. Tức là họ làm trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nhưng họ lại rất là chi tiết cẩn thận. Bởi vì sao ạ? Những người viết văn ấy, họ phải có trí tưởng tượng cực kỳ tuyệt vời, nhưng họ lại phải ngồi cặm cụi, ngồi viết từng chữ một. Thế nếu mà người nhóm Y cao ấy, họ không thể làm được việc đó. Họ không thể nào ngồi mà kiên trì để viết chữ từng chữ một, thậm chí là nhiều ngày ngồi ở nhà chỉ để mà gì ạ? Để viết tiểu thuyết, họ không làm được. Họ viết sách họ không làm được. Họ cũng nào họ cũng bay bổng, họ cũng là tư tưởng họ là cứ gọi là lung tung hết. Nhưng mà nhóm Y cộng nhóm C thì làm sao ạ? Họ rất là tập trung. Họ có sự sáng tạo nhưng họ có sự tập trung, cho nên họ không có bị quá nhiều ý tưởng để mà gì ạ? gây nhiễu. Đó. Và khi họ có một ý tưởng ấy thì họ có cái nhóm C để họ thực hiện cái ý tưởng của họ. Tức là họ nói được mà làm được. Còn nhóm Y cao ấy chỉ có nói thôi mà không chịu làm. Đúng không ạ? Đấy. Thì nhóm CI và nhóm IC là nhóm rất là tuyệt vời. Đây là nhóm gọi là của những cái người sáng tạo. Sáng tạo và hành động. Đó. Thì nhóm IC và CI cũng rất là dễ để họ chuyển thành nhóm DISC. Đấy. Ngoài ra thì có một số cái nhóm khác, ví dụ như là DIC, DCI, ICS, SCI, ISC, SCI, SCD, DCDI. Và từ đó sẽ tạo ra được khoảng thêm mấy chục cái nhóm tính cách nữa. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy là gì ạ? Ở ngoài kia, chúng ta thấy có rất nhiều người có rất nhiều tính cách khác nhau, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta kết hợp các nhóm tính cách này với nhau thì nó tạo ra vô vàn nhiều các nhóm tính cách. Ví dụ như là DCS nhé. DCS thì cũng là ba cái nhóm tính cách này thôi, nhưng nhóm D nổi trội hơn thì nhóm DCS. Đấy. Nhóm DCS xong lại DSC, xong lại SCD, SDC, xong rồi là gì ạ? CDS, CSD. Anh chị em thấy không ạ? Ba nhóm tính cách với nhau thôi đã tạo ra khoảng độ một tổ hợp khác rồi. Đấy, xong là DIC. Đấy, xong là ICS, SCI. Anh chị em thấy không ạ? Vô cùng nhiều những cái nhóm tính cách khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta không cần phải đi quá chi tiết đâu, chúng ta chỉ cần tập trung vào bốn nhóm chính rồi. Sau đó là chúng ta sẽ kết hợp các nhóm tính cách với nhau và chúng ta suy ra là chúng ta có nhóm tính cách này cộng với tính cách này thì nó sẽ ra cái nhóm tính cách kia. Đấy. Chứ chúng ta không cần phải học tất cả những thứ đấy, bởi vì học tất cả những thứ đấy nó chúng ta bị tẩu hỏa nhập ma mất, đúng không ạ? Đó. Chúng ta cần biết là gì ạ? À, có nhóm hướng ngoại, nhóm hướng nội, nhóm gì ạ? Hướng với con người, nhóm hướng về mục tiêu, thế là đủ. Đó. Còn nếu mà chúng ta có thời gian ấy thì chúng ta đi phân tích từng cái nhóm đấy một cũng rất hay, cũng rất thú vị. Nhưng thứ nhất nó mất rất nhiều thời gian, thứ hai nữa là gì ạ? Là nó cũng không cần thiết bởi vì mình không nhớ ở đâu. Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy rằng là chỉ từ bốn nhóm tính cách thôi nhưng mà có thể tạo ra được vô cùng nhiều các cái tổ hợp, các cái nhóm tính cách khác nhau. Đúng không ạ? Thế thì cái câu hỏi đặt ra này, nhóm tính cách nào là nhóm tính cách tuyệt vời nhất? Xin thưa với anh chị em là DISC thì tất cả bốn nhóm tính cách này đều tuyệt vời.
tất cả đều có điểm mạnh và điểm yếu. Và nhóm tính cách tuyệt vời nhất đó là nhóm tính cách DISC, tức là nhóm mà mình có thể thuộc về tất cả 4 nhóm. Và chúng ta sẽ linh động thay đổi cái tính cách của mình tùy thuộc vào môi trường, tùy thuộc vào người mà chúng ta nói chuyện. Thì đây là nhóm tính cách tuyệt vời nhất. Và việc của chúng ta đó là làm thế nào để tôi trở thành DISC bây giờ. Cái câu hỏi đó là làm thế nào để tôi có thể tròn vẹn bây giờ. Thế thì để mà chúng ta trở nên tròn vẹn ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải biết rõ chúng ta là ai, chúng ta đang thuộc nhóm tính cách nào, nhóm tính cách bên trong của chúng ta là gì, nhóm tính cách bên ngoài chúng ta là gì, và chúng ta còn thiếu các nhóm tính cách nào. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra cái người mà có những tính cách mà ngược so với chúng ta, tức là nhóm tính cách mà chúng ta còn thiếu. Và sau đó thì chúng ta học tập từ những cái nhóm tính cách đó. Ví dụ như này, mình đang thuộc nhóm S thì mình hành động chậm, không dám quyết đoán, thiếu sự mạnh mẽ, thiếu sự thử thách, thiếu sự chịu trách nhiệm, đấy, thiếu cái sự gọi là đấu tranh. Thì việc của mình đó là tìm cái thằng nào nhóm D ấy, sau đó học theo nó làm nào, bắt chước làm theo. Nó ra quyết định nhanh, mình cũng ra quyết định nhanh. Nó thử thách, mình thử thách. Nó đi đầu, mình đi đầu. Nó sáng tạo, mình cũng tìm cách sáng tạo. Đúng không ạ? Học theo những cái người, những cái hình mẫu mà mình thấy, thì đấy là cách nhanh nhất để mà mình hoàn thiện bản thân mình. Và trong cuộc sống ấy, thì chúng ta sinh ra không ai mà có nhóm tính cách tròn vẹn cả. Rất là ít. Cho nên việc của chúng ta đó là đi tìm những cái người mà khác nhóm tính cách của chúng ta. Ví dụ như này, nếu mà chúng ta lấy vợ lấy chồng thì vợ và chồng chúng ta nên là nhóm tính cách ngược với chúng ta. Thì như vậy là chúng ta sẽ học được từ họ. Nếu mà trong công ty thì chúng ta cũng phải tìm những người ở trong công ty, chúng ta phải có những người mà thuộc cái nhóm tính cách khác với so với chúng ta. Đấy. Chứ còn nếu mà tất cả mọi người đều tính cách giống nhau, tất cả mọi thằng đều nhóm D hết thì làm sao ạ? Thì chẳng có thằng nào làm cả, chẳng có thằng nào mà gọi là hỗ trợ cả. Thằng nào cũng cái tôi to, thế là suốt ngày cãi nhau thôi. Đấy, hai vợ chồng cùng nhóm D thì suốt ngày cãi nhau. Đó. Cho nên là gì ạ? Mình phải tìm những cái nhóm tính cách ngược với mình. Sau đó mình hãy học tập từ họ. Mình hãy học từ họ. Ở rất nhiều người thì khi mà thấy người khác khác mình ấy, thấy mọi người suy nghĩ khác mình, ví dụ như mình nhóm D chẳng hạn, thế thì mấy cái thằng nó làm chậm ấy thì mình rất ghét, rất khó chịu, đúng không ạ? Nhưng mà không, bây giờ ấy, mình phải nhìn thấy cái điểm mạnh của nhóm S. Điểm mạnh của nhóm S là gì ạ? À, được mọi người yêu quý. Trong khi mình nhóm D mạnh mẽ làm tốt như thế, vậy mà mọi người không yêu quý mình, cứ yêu quý thằng kia, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ấy, mình bắt đầu học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu mọi người và học cách để cho mọi người yêu quý mình. Đó, để ý đến cảm xúc của mọi người nhiều hơn. Đó, thì thay vì mình ghét cái thằng nhóm S làm chậm thì mình hãy học tập từ những điểm tốt của nó. Đấy, thì đây là cái cách để mà giúp chúng ta có thể tròn vẹn hơn. Chúng ta chỉ cần phân biệt được 4 nhóm tính cách chính thôi. Sau đó những cái nhóm tính cách phụ thì chúng ta sẽ phân định sau. Và khi mà chúng ta nhìn, chúng ta quan sát một người ấy, làm sao để biết được họ là nhóm tính cách nào ấy. Khi mà chúng ta là nhìn một người ấy, thì chúng ta sẽ để ý những cái động tác của họ, những cái ánh mắt của họ, những cái thái độ của họ, cái tốc độ nói của họ, những cái tư duy của họ. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được là họ thuộc tính cách nào. Ví dụ như này, với một người nhóm D thì họ sẽ là cái người đi nhanh, nói nhanh, hành động nhanh, suy nghĩ nhanh. Đó, họ ra quyết định rất là nhanh. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy một người nào đó rất là nhanh, giọng nói to, rõ ràng, mạnh mẽ. Đấy, cái khuôn người lúc nào ấy họ cũng tìm cách cho họ gì ạ, chiếm lĩnh cái gọi là không gian lớn nhất ấy, thì thường ấy là họ sẽ là người nhóm D. Những người nhóm D rất là dễ để nhìn ra, rất là dễ để mà gì ạ, phát hiện ra, bởi vì chưa có người thì đã thấy tiếng rồi. Đấy. Đó. Và những người nhóm D thì họ thường ấy là thích nói về bản thân và nói về những cái thành tích của bản thân. Cho nên những người nhóm D là những người mà chúng ta sẽ thấy rất là dễ, rất là nhanh chóng để phát hiện ra. Những người nhóm D khi mà nhìn ấy, họ thường nhìn thẳng. Họ thường nhìn thẳng. Đấy. Và cái ánh mắt của họ ấy, đều nhìn đều rất là tập trung. Họ không có đảo mắt lung tung.
họ nhìn rất là tập trung, rất là thẳng. Quay trở lại cái ví dụ, nếu như mà một người vào trong một cái cửa hàng, nếu mà người nhóm D thì họ sẽ không nhìn thấy cô bán hàng, họ nhìn đi thẳng đến cái cửa, đến cái chỗ mà họ muốn mua, ví dụ một cửa hàng quần áo chẳng hạn, họ sẽ muốn mua cái bộ vest hoặc muốn mua cái áo sơ mi, thì họ đến cái chỗ áo sơ mi đó, họ chọn áo sơ mi rất là nhanh, thậm chí không cần thử luôn đấy, sau đó là mang ra tính tiền đấy, và thậm chí là không cần nhìn giá luôn, giá bao nhiêu cũng được, miễn là họ thích đó, và sau đó thì họ trả tiền đi về, không có nói nhiều, không có gì ạ, không có chia sẻ, không tâm sự gì cả, rất là tập trung vào mục tiêu, và họ mua cái gì là họ cũng đều biết là họ cần phải mua cái gì. Còn cái người nhóm Y á, khi bước vào cửa hàng thì bởi vì họ là người rất là thân thiện, vui vẻ, cho nên khi mà mình nhìn thấy họ, mình thấy họ là người rất là xinh đẹp. Nếu mà phụ nữ thì ăn mặc rất là trải chuốt, rất là xinh đẹp, bóng lộn. Nếu là đàn ông thì cũng rất là sạch sẽ, mặc vest hoặc mặc đồ mà nhìn trông rất là điển trai, rất là đẹp trai. Đấy, cái người nhóm Y nhìn vào phát là biết ngay. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái ngoại hình họ toát ra cái điều đó. Cái người ngoại hình mà toát ra cái sự mà duyên dáng, đáng yêu, đẹp trai, xinh gái, quyến rũ, đấy, thì đấy là cái người nhóm Y. Và khi người nhóm Y họ vào ấy, thì họ sẽ họ sẽ mỉm cười với cả cái cô thu ngân hoặc cái người bán hàng một chút. Đấy, họ sẽ giao tiếp mắt với cả cái người bán hàng một chút. Đó. Và sau đó thì họ sẽ họ ví dụ như mình sẽ hỏi là chị muốn mua gì ạ? Đấy, hoặc là em có thể giúp gì cho chị? Thì khi đó thì họ bảo là có cái gì mới nhất, có cái gì lạ nhất, có cái gì độc nhất, có hàng gì mới về không? Có hàng gì mà độc đáo. Đấy. Thì khi đó thì chúng ta chúng ta bắt đầu tư vấn cho họ, và họ sẽ nghe theo cái tư vấn của mình. Tức là họ vào mua nhưng họ chưa biết họ mua cái gì, cứ đi xem thôi. Đó. Và việc của chúng ta đó là đưa cho họ những cái sản phẩm mà nó gọi mang tính chất độc đáo. Cái sản phẩm này chỉ dành riêng cho chị thôi. Sản phẩm nhà em mới về, chưa có ai có cả. Đấy, bởi vì sao ạ? Họ thích là gì ạ? Họ là số 1, họ thích họ là người gọi là độc đáo. Bây giờ mặc đồ mà bị đụng hàng với người khác là họ không thích rồi. Tự nhiên hai người đồng nghiệp gặp nhau mà mặc bộ đồ giống nhau là họ không thích à? Đấy, họ thích là họ phải độc đáo, khác lạ, khác biệt. Đấy, cho nên là mình nhìn thấy người nhóm Y phát là mình biết ngay, và cái người nhóm Y họ rất là thích khen. Vì vậy là mình cứ khen họ sướng lên phát là mình bán được hàng rất là dễ. Đấy, và bán hàng thì mình cứ nói rằng là cái sản phẩm này sinh ra là cho chị, kiểu như vậy. Đấy, hoặc là anh sử dụng sản phẩm này thì trông anh rất là đẹp trai, rất là manly, rất là gọi là thu hút, rất là quyến rũ các cái chị em đó, ví dụ thế, thì là người nhóm Y họ rất thích đó. Thế còn người nhóm S, cái người nhóm S khi mà vào cửa hàng ấy thì họ né tránh cái ánh mắt của cái người người thu ngân hoặc cái người bán hàng. Họ hơi rụt rè một chút, mình nhìn thấy họ hơi rụt rè một chút, mắt họ hơi đảo qua đảo lại, bởi vì họ không, người nhóm S ấy, là cái ánh mắt của họ ấy, là họ không dám đối mặt trực tiếp với cả mọi người, họ thường né tránh cái ánh mắt của mọi người. Đấy. Còn cái người nhóm Y ấy, thì họ cũng thường hay giao tiếp mắt với mọi người và mỉm cười, mắt cười, miệng cười, đồng thời ấy, là ánh mắt của họ rất là linh lợi và họ thường nhìn lên trên. Cái người nhóm Y ấy, thì ánh mắt của họ thường nhìn lên trên hoặc là nhìn vào những cái người đối diện của mình đó. Còn người nhóm S ấy, thì cái ánh mắt của họ hơi nhìn xuống một chút, họ hơi nhìn xuống một chút và hơi đánh sang hai bên một chút, bởi vì họ né tránh cái ánh mắt của những cái người đối diện, họ thường sợ, họ thường ngại. Đấy, đúng không ạ? Ở đây mình đang phân tích những 4 nhóm tính cách là thuần chủng nhé, để sau này chúng ta kết hợp các nhóm tính cách này với nhau thì chúng ta sẽ ra cái nhóm tính cách mới. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ 4 nhóm tính cách thuần chủng đã, đúng không ạ? Thì cái nhóm S ấy thường họ hơi nhút nhát một chút, họ hơi khép mình một chút, cho nên khi mà bước vào trong cái cửa hàng ấy là mình nhìn cái nhóm S là mình biết ngay. Thứ nhất, họ ăn mặc cũng rất là giản dị, họ không có lòe loẹt, họ không có bóng bẩy, họ không có trang điểm lộng lẫy, họ cũng không chăm sóc cái ngoại hình của mình quá kỹ, nó giống như nhóm Y đấy, mà họ trông rất là bình thường, đúng không ạ? Và cái người nhóm S ấy thì họ cũng khi mà hỏi họ muốn mua gì, họ không biết muốn mua gì đâu, và họ sẽ bảo là để
để em xem. Đấy, họ trả lời một cách ngập ngừng và chậm rãi, đúng không ạ? Và khi mà bán hàng cho người nhóm S ấy, thì chúng ta sẽ hành xử như nào ạ? Khi mà bán hàng cho người nhóm S thì việc đầu tiên đó là chúng ta hãy nói chuyện với họ, hãy hỏi han họ, hãy tâm sự với họ. Đấy, và hãy quan tâm đến họ. Sau đó khi mà họ lựa chọn một cái sản phẩm nào đó, hoặc là chúng ta chủ động mang cái sản phẩm đến cho họ và mình tư vấn cho họ, bởi người nhóm S ấy, thì đôi khi họ không tự ra quyết định được. Cho nên chúng ta phải ra quyết định thay cho họ bằng cách là gì ạ? À, chị ơi, cái sản phẩm này nhà em ấy, là được rất nhiều người mua. Đấy, nói chuyện với nhóm Y thì nói rằng là gì ạ? Sản phẩm này của nhà em ấy là độc nhất và vừa mới về và chị là người đầu tiên mua, tức là không có ai khác ngoài chị mua cái mẫu này. Nhưng người nhóm S ấy thì họ lại thích theo đám đông, tức là nhiều người mua, tức là họ cảm thấy an toàn. Cho nên là gì ạ? Cái người nhóm S thì họ thích mua cái thứ mà nhiều người mua. Thế họ sẽ hỏi là cái sản phẩm nào mà bên em mà có nhiều người mua nhất, ví dụ thế. Hoặc là mình chủ động mình nói, thậm chí họ không hỏi được câu đấy đâu, mình sẽ hỏi là, mình sẽ nói rằng là, chị ơi, chị mua cái hàng này đi, hàng này đợt này đang hot ấy, giờ mọi người đều mua cái này, mọi người đều dùng cái này, mọi người đều rất thích cái màu này là đang cái màu hot nhất năm nay và mọi người đang rất là yêu thích. Tức là mọi người đều yêu thích thì suy ra mình cũng thích. Đấy, cái người nhóm S nó là như vậy. Còn người nhóm Y ấy là gì ạ? Là làm cái màu nào mà nó phải độc lạ mà không có thằng nào có. Đấy, thì nó lại khác nhau. Như vậy người nhóm S thì mình thứ nhất mình phải quan tâm với họ nhẹ nhàng, đừng có thúc đẩy, đừng có hối thúc, đừng có ép họ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình chia sẻ thì bao giờ mình cũng phải nói rằng sản phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng, rất nhiều người mua. Thậm chí là mình sẽ nói rằng là à, có cô ca sĩ kia mua này, có cô người mẫu kia mua này, có cô diễn viên kia mua này. Đấy, có cái người, mình nói ra một cái người nào đó mà họ biết nhé. Đấy, mà cái người mà họ biết đấy đã mua thì họ thường họ sẽ mua theo. Cái người nhóm S nó là như vậy, mua theo những cái người mà họ biết. Ví dụ như là cô nhà chị cũng mua, hoặc là cái cô hàng xóm nhà chị cũng mua cái bộ này thì họ sẽ mua theo. Đấy, cái người nhóm S là như vậy. Còn người nhóm C là sao ạ? Cái người nhóm C thì khi mà bước vào trong cửa hàng ấy thì họ cũng không giao tiếp mắt với cả cái người gì ạ? Cái người chủ cửa hàng. Và nếu mà có ai đó ra bảo là gì ạ, anh chị xem đồ gì ạ, em có thể giúp được gì anh chị không, thì họ sẽ nói rằng là để tôi đi xem. Đấy, họ cũng không cần nói chuyện với mình, họ không nói chuyện với mình, họ không nói chuyện với các người bán hàng. Đó là họ bắt tay cho bạn đi trường. Đợi chờ tí đang bận à? Đợi chờ tí đang bận, nhờ cái ấy được không? Đấy thì khi đó thì cái người nhóm C họ sẽ đi tự, họ đi tìm, họ thích tự tìm, họ thích tự gọi là thử, và họ thử rất là kỹ. Đấy, họ soi rất là kỹ, họ soi cái mác này, họ soi cái chất vải này, họ thử xem có nhăn hay không này, họ xem là cái mác này nó là mẫu mã như nào này, năm nào này, rồi là xuất xứ ở đâu này. Không, thậm chí họ còn gì ạ, họ còn lên Shopee, họ còn lên Google, họ search, họ tìm xem cái giá này này có rẻ không này, cái giá này đã rẻ nhất chưa này, có mẫu nào khác tương tự như vậy không này. Đấy, rồi rất nhiều những cái gọi là phân tích, đánh giá, chán chê, nhưng cuối cùng họ về, họ bảo để anh đi xem thêm. Đó, thì đấy là cái người nhóm C. Rất là khó bán hàng cho người nhóm C. Chỉ khi nào gì ạ? Khi nào mà họ cung cấp đầy đủ thông tin cho họ. Đấy, nhưng mà gì ạ? Họ cũng không ra quyết định một cách nhanh chóng. Bởi vì họ sợ rằng ra quyết định nhanh chóng thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ bị hớ, họ sẽ bị thiệt. Cho nên họ thường sẽ đi tham khảo một vài nơi, sau đó họ mới ra quyết định. Đó, nhóm C ra quyết định khá là chậm. Và chính vì vậy cho nên là đôi khi có những người ấy, hỏi đến 8 lần mà chưa mua hàng ấy, thì họ thường là những người nhóm C. Đó, họ cứ hỏi thôi, rất là thích rồi nhưng mà vẫn cứ phải hỏi thôi, vẫn phải chờ thôi. Đó, thì cái người bán hàng cho người nhóm C thì mình phải kiên trì. Họ cũng không thích bị hối thúc, không thích bị ép, không thích bị gọi là quan tâm một cách thái quá. Đấy, họ thích tự họ tìm kiếm, tự họ ra quyết định. Đấy, và khi mà đưa bán hàng cho nhóm C á, thì thứ nhất đó là mình sẽ phải phân tích về mặt kỹ thuật, về mặt lợi ích cho họ, đồng thời đưa cho họ các cái lựa chọn để họ chọn. Họ thích ra quyết định hơn là cái việc mà mình ra quyết định thay cho họ. Nhưng cái người nhóm S ấy thì họ thích mà mình ra quyết định thay cho họ. Mình nói là cái sản phẩm này là cái sản phẩm là gì ạ? Là nhiều người mua này, là chị nên mua sản phẩm này. Cái người nhóm Y cũng vậy, họ thích mình ra quyết định cho họ bằng cách là gì ạ? Mình nói là sản phẩm này sản phẩm tốt nhất dành cho chị rồi.
Đấy, thì chị nên mua cái sản phẩm này bởi vì nó là dành cho chị. Đó. Còn người nhóm D và nhóm C thì họ sao ạ? Họ thích tự ra quyết định, họ không thích bị bán mà họ thích được mua. Cho nên hãy tôn trọng cái ý kiến của họ. Và cái người nhóm C thì đôi khi họ sẽ diện, họ rất là hay chê bai, họ bảo là gì? Úi giời, sản phẩm này xấu thì không bằng bên kia, thế này thế kia. Mà nếu mà mình cãi thì họ gì ạ? Họ cãi rất là hăng, họ chỉ cần chờ cái người để mà gì ạ? Để mà đấu tranh, để mà đối chọi với họ thôi. Cho nên cái người nhóm C để mà bớt đi cái tính háo thắng của họ thì chúng ta hãy đồng ý với quan điểm của họ. Thay vì chúng ta đối chọi với họ thì hãy đồng ý với tất cả quan điểm của họ. Cái người nhóm C và nhóm D ấy, thì rất thích làm việc với người nhóm Y và nhóm S. Bởi vì sao ạ? Những người đấy họ biết lắng nghe, họ hạ cái tôi của mình xuống. Chứ còn người bán hàng mà nhóm C và nhóm D ấy, gặp cái ông khách hàng nhóm C, nhóm D mà nó bắt đầu tranh luận với khách hàng ngay. Ví dụ như là khách hàng bảo như cái sản phẩm của em là sản phẩm đồ đẻo, đồ second hand, đồ hàng nhái, hàng fake, hàng Trung Quốc. Thế mình bảo không, hàng của em hàng chuẩn, hàng xịn, anh cười anh nói thế. Đấy, đấy là cái nếu mà người bán hàng nhóm C hoặc nhóm D họ sẽ cãi ngay. Như cái người nhóm S thì bảo vâng, em biết là anh có những cái quan điểm riêng của mình. Đấy. Tuy nhiên thì em hàng của em thì có xuất xứ rõ ràng và có bằng chứng đầy đủ. Đấy. Và tức là họ đồng ý với quan điểm của khách hàng trước. Sau đó thì họ bắt đầu mới gì ạ? Mới thuyết phục với thay đổi cái ý kiến của khách hàng sau. Nó không có cái chuyện giống như nhóm D đó là gì ạ? Là bực mình, điên mình và là đuổi khách hàng ra khỏi cửa hàng luôn. Kiểu như vậy. Thì như vậy là sẽ khó trong cái việc bán hàng. Nó nếu mà mình là một người bán hàng thì không cần biết mình thuộc tính cách gì, nhưng nếu mà gặp cái khách hàng đó thì mình phải chuyển về nhóm S, chuyển về nhóm Y, tức là gì ạ? Tránh cái việc xung đột. Đó ạ. Đó, người ta bảo rồi, cãi nhau khách hàng mình thắng thì mình mất khách hàng, mà mình thua thì rõ ràng mình cũng mất khách hàng. Cho nên là gì ạ? Tuyệt đối không cãi nhau với khách hàng, mà để không cãi nhau với khách hàng bắt buộc mình phải trở về nhóm S. Nó là cái nhóm gì ạ? Nhóm tránh xung đột, nhóm thích sự hòa bình. Và nhóm gì ạ? Nhóm chấp nhận. Kể cả người ta gì ạ? Nói sai thì mình cũng chấp nhận. Đúng không ạ? Mình chấp nhận để làm gì ạ? Để mà mình bán được hàng. Đôi khi nó chửi xong, nó chê một hồi xong cuối cùng nó vẫn mua. Còn nếu mà mình cãi thì nó sẽ không bao giờ nó mua. Nó chê là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì làm sao ạ? Là muốn giảm giá, muốn gì ạ? Muốn hạ cái giá của mình xuống để mà mặc cả. Họ muốn hạ cái hàng của mình xuống để họ mặc cả. Đó. Đấy, tuy nhiên nếu như mà mình cứ cãi thì họ sẽ không mặc cả và họ không mua. Nhưng mà nếu mình không cãi, thứ nhất họ sẽ mặc cả và họ sẽ có cảm tình. Nhưng nếu mà mình vẫn giữ cái quan điểm của mình nói là gì ạ? Anh ơi, cái hàng này của em ấy, nó là cái hàng của công ty và em chỉ là nhân viên thôi, em không có quyền để mà thay đổi giá, mong anh thông cảm. Đấy, thì cái giọng của mình nó nhẹ nhàng ấy thì họ sẽ dịu xuống. Còn giọng mình mà nó căng lên ấy thì họ sẽ làm sao ạ? Họ rất là căng thẳng. Và khi họ căng thẳng là chúng ta thất bại rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta nhận diện một cái khách hàng. Thế thì giống như lúc nãy Huy chia sẻ là cái việc mà đi ngoài đường ấy, nhóm D ấy, là đi nhìn thấy đèn đỏ đúng không ạ? Đi nhìn thấy đèn đỏ xem có công an, không có công an thì vọt luôn, vượt đèn đỏ. Đấy là nhóm D. Nhóm Y thì sao ạ? Thì họ chẳng quan tâm đến đèn bởi vì họ có nhìn thấy đèn đâu. Đấy. Nhóm S thì làm sao ạ? Là dừng khi mà thấy mọi người dừng. Đấy, mọi người mà đi thì mình cũng đi, chẳng cần quan trọng đèn xanh hay đèn đỏ, biết là đèn đỏ đấy nhưng mà thấy mọi người đi thì cũng đi theo. Với mọi người dừng, đèn xanh mà thấy mọi người dừng thì cũng dừng theo. Còn nhóm C thì sao ạ? Đèn đỏ kiểu gì cũng dừng, mà dừng trước cái vạch đèn đỏ luôn, thấy đèn vàng là chuẩn bị dừng rồi. Chuẩn bị đến đèn vàng là đã chuẩn bị dừng, mà dừng là dừng chuẩn luôn, không lấn vạch luôn, không lùi ra phía sau mà cũng không gì ạ, lấn về phía trước, dừng chuẩn đúng vạch luôn. Đấy. Thì đấy là người nhóm C. Hoặc là như này, khi mà chúng ta vào cái phòng tập gym ấy thì những người nhóm D ấy là họ gì ạ? Họ đến họ tập, ví dụ như là hít đất 30 cái là đúng 30 cái, sau đó là gì ạ? Nâng xà 20 cái là đúng 20 cái, sau đó là gì ạ? Đẩy tạ 50 cái là đúng 50 cái. Đấy, và cứ chuẩn đét như vậy bởi vì họ đều có cái mục tiêu rồi. Họ mục tiêu của họ rất là rõ ràng và họ làm tất cả cái mục tiêu của họ xong là họ gì ạ? Rút lui đi về. Rất là nhanh. Bởi vì họ tiết kiệm thời gian cho nên họ làm cái gì ấy, nó cũng rất là tập trung. Đó. Cái người nhóm Y đến phòng gym ăn mặc rất đẹp. Đấy. Không cần biết là tập được bao nhiêu nhưng mà đầu tiên đấy là ăn mặc phải đẹp đã. Đấy. Có những người chẳng bao giờ đi tập gym mà bây giờ lại thấy bạn bè rủ đi tập gym, hưng hứng đi tập gym. Mua cái áo 2 triệu, mua cái quần 5 triệu,
mua cái đôi giày, mua cái tóc tai rồi tay tay tiếc các thứ, tập được buổi nghỉ. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Rất thích gọi là ăn mặc diện đến phòng gym. Sau đó là gì ạ? Tập thì tập nhẹ nhẹ thôi. Đứng nói chuyện là chính. Đó. Đứng nói chuyện với đứng làm gì ạ? Chụp hình. Đó, anh chị em cứ thế đến phòng gym mà cứ thấy cô nào cứ ăn mặc đẹp xong đến chụp hình, tập thì vớ vẩn. Đó, thích thích lê la nói chuyện thì đấy đúng nhóm Y. Được không ạ? Nhóm S thì sao ạ? Nhóm S thì đến phòng gym thì nhìn người này một tí, nhìn người kia một tí, lùi thủi đứng ở góc, đứng ở trong góc để nhìn. Nhìn người này thấy đẹp ngưỡng mộ, nhìn người kia ngưỡng mộ và gì ạ? Không giao tiếp với ai, không nói chuyện với ai cả. Trừ vì có người nào đến nói chuyện thì mới giao tiếp thôi. Còn không, họ không đến nói chuyện thì không giao tiếp. Nhưng cái thằng nhóm D ấy, nó cũng không giao tiếp với ai, nhưng mà ai đến nói chuyện ấy thì nó thể hiện thái độ là nó cũng không thèm luôn. Tức là nếu như mà lúc đấy là nó vui thì không nói, nó không vui hoặc là nó có cái mục tiêu khác thì không nói. Nhưng mà thông thường ấy, là cái thằng nhóm D ấy, là họ gì ạ? Họ thể hiện ra mặt luôn. Không thích là không thích, đừng có lằng nhằng. Nhưng thằng nhóm S nếu mà mình chủ động thì họ rất là hòa đồng và họ cũng sẽ rất là sẵn sàng nói chuyện với mình. Nhưng họ không chủ động thôi. Đúng không ạ? Còn thằng nhóm C thì sao ạ? Thằng nhóm C ra phòng gym thì sao ạ? Nó cũng chẳng quan tâm đến ai cả, nó cũng chỉ tập trung vào việc tập của nó thôi. Và nó tập nó sao ạ? À, rất là đầu tiên là khởi động này, bước 1 là khởi động này, bước 2 là đẩy xà này, bước 3 là tập tạ này, bước 4 là gì này, bước 5 là gì này, xong đầu là gì ạ? À, đi sông hơi, đi tắm này, xong đầu là các thứ đi về này. Tức là từng bước nó đều đặn như vậy. Và khi họ tập gym ấy là ngày nào họ cũng đến đúng cái giờ đấy và về đúng cái giờ đấy, đều đặn luôn đấy. Và cũng ít, rất ít khi để mà giao tiếp với cả những người khác đấy, bởi vì họ không chủ động giao tiếp với mọi người. Vâng, ok nha anh chị em, đợi Huy 2 phút nha. Ok, chúng ta cũng sắp kết thúc buổi sáng ngày hôm nay rồi. Và sau khi thấy Huy quay trở lại thì tầm khoảng 11 rưỡi chúng ta sẽ kết thúc buổi sáng, và buổi trưa chúng ta sẽ tranh thủ nấu cơm, ăn cơm, nghỉ ngơi và làm bài tập. Chúng ta nhớ hoàn thành bài tập cái đường link mà thầy Huy có gửi ở trong nhóm ạ. Và buổi chiều thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục chương trình cho đến 5 giờ chiều. Buổi chiều tầm khoảng 1 giờ 30 là chúng ta sẽ mở Zoom và di chuyển ở phòng Zoom. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể nhận định các cái nhóm tính cách mọi người thông qua gì ạ? Thông qua cái ngôn ngữ cơ thể của họ. Đấy, ví dụ như là cái người nhóm C á thì họ thường ấy là ít nói, lầm lì, và gì ạ? Khi mà ngồi ấy thì họ ngồi họ sẽ gì ạ? Khoanh tay như này. Đấy, với cái vai trò là kiểu soi, phòng thủ, phòng thủ. Đấy. Cái người nhóm S ấy thì khi họ ngồi ấy, họ thường thu mình vào, họ chiếm lĩnh một cái không gian nhỏ nhất có thể và gần như là không muốn để mọi người biết mình có mặt ở đấy, tồn tại ở đấy. Nó giống như là mình mong muốn mình là cái người vô hình ấy, đừng có ai để ý mình, đừng có ai gọi mình lên bảng. Bây giờ bảo giơ tay lên bảng, gọi lên phát biểu ấy, họ sợ lắm, họ ngại lắm. Đấy, cái người nhóm Y thì làm sao ạ? Lại ngược lại, cái người nhóm Y thì luôn luôn thu hút sự chú ý mọi người. Đấy, thích mọi người, thích nói chuyện với mọi người, thích chủ động. Đó, cái thằng nhóm D ấy, là rất thích giơ tay phát biểu. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không có nỗi sợ, họ không có ngại, cho nên họ thường ngồi ban đầu, bởi vì họ thích những cái gọi là thử thách, cho nên là họ thường thích đứng mũi chịu sào mà, cho nên họ thường ngồi bên trên và giơ tay phát biểu, cũng như là gì ạ? Là họ sẵn sàng đứng dậy để mà thể hiện cái bản thân của mình. Họ rất thích thể hiện cái bản thân của mình. Đó. Và khi mà chúng ta nhìn những cái người nào ấy mà họ, cái ánh mắt của họ ấy, cái ánh mắt của người nhóm D thì luôn luôn nhìn thẳng. Nhóm Y thì nhìn vào cái người mà mình nói chuyện và hơi hướng lên trên. Nhóm S thì nhìn thấp xuống một chút.
Đấy, nhóm C thì nhìn nó dạng là cũng không nhìn thẳng, cũng không nhìn thẳng vào mắt người khác. Đấy, mà cũng hơi nhìn thấp xuống một chút. Tuy nhiên thì nhóm C thì cũng cái ánh mắt cũng khá là kiên định, nó không bị lung lay giống như nhóm S. Nhóm S thì nhìn đây một tí, nhìn kia, nhìn tí, nhìn kia một tí. Còn nhóm C thì cũng rất là tập trung, nhưng mà không nhìn vào mắt của cái người đối diện. Đó. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta phân biệt những cái nhóm tính cách khác nhau. Và nếu mà chúng ta rèn luyện nhiều ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta phân biệt được những cái tính cách cơ bản của mỗi một người. Nhưng mà lưu ý như này, có một cái điều lưu ý như này. Đó là khi nào ấy họ hành xử một cách vô thức, tức là họ làm cái việc đấy không phải là cố ý. Ví dụ như là sau khi chúng ta học rồi thì chúng ta chủ động cố ý nhìn vào mắt, nhìn thẳng vào mắt người khác, thì khi đó là chúng ta dùng ý thức của chúng ta điều khiển. Đấy, khi đó ấy, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ nhận định sai cái tính cách của họ. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ cố ý làm cái điều mà khác so với bình thường. Còn ở đây ấy, đấy là mình phải tìm những cái khoảnh khắc, những cái hành động mà nó gọi là vô thức. Đấy, ví dụ như là vào quán cà phê chẳng hạn, thấy một thằng đi vào rất là hống hách, hồng hình, đây gọi là gì ạ, khuệnh khoạng đây này. Đấy, thường thì những cái thằng đấy là nhóm D. Nhưng mà gì ạ, đôi khi nó cố tình tỏ ra như vậy để thể hiện với mọi người rằng là tao nguy hiểm thế này thế kia. Thì lúc đó nó đang gì ạ, nó đang cố tình giấu đi cái cảm xúc thật của họ. Và cái người mà thường giấu cảm xúc thật của họ nhiều nhất, đấy là cái người nhóm C. Cái người nhóm C mặt họ rất là lạnh, họ không có thể hiện cái cảm xúc lên cái bộ mặt của họ. Tức là gì ạ, họ vui họ cũng không cười, mà họ buồn họ cũng không khóc, và lúc nào mặt họ cũng bình thường. Khi mà nói mặt họ cũng rất là lạnh. Nhóm C và nhóm D nó thường là như vậy, mặt họ rất là lạnh và cái giọng nói của họ thường là cứng. Đấy, thường là cứng và đôi khi là hơi gọn. Tức là cái giọng nói của cái người nhóm D ấy, thì nó rất là gọn, tức là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, tức là nó rất là gọn, tức là kết thúc nó rất là nhanh. Còn cái người nhóm Y thì làm sao? Thì cứ vui vui, cười cười, tức là bao giờ cái câu của họ bao giờ nó có cái đuôi một tí. Đấy. Còn cái giọng của người nhóm S ấy thì nó hơi run run, ngập ngừng một tí. Nhưng mà em nghĩ rằng em cũng rất là muốn, nhưng mà em sợ rằng kiểu kiểu vậy. Thì nó hơi ngập ngừng, nó hơi nhút nhát một chút. Còn người nhóm Y thì là sao ạ? Nhẹ nhàng, mượt mà, ngọt ngào, nghe êm tai. Đấy. Còn người nhóm C thì ít nói. Đấy. Và khi họ nói thì nó cũng, nó như kiểu gọi là nói cho nó có, nó cho nó xong ấy. Đấy. Và nói không có tình cảm, tức là nói không có cảm xúc. Đấy. Còn thằng nhóm D thì nói rất là nhanh và gọn, chữ nào kết thúc chữ nào thì quyết cốt quyết chữ đấy. Ví dụ hôm trước Huy có nhắc cái bạn Hương Trần ấy, khi bạn nói chuyện với cả người lớn tuổi hơn ấy, mình không xưng tôi đâu, nhưng mà mình nói chuyện người ta rất là khó nghe. Bởi vì sao ạ? Mình nói anh đứng dậy đi, anh mời anh đứng dậy, ví dụ thế, hoặc là mời anh bật cam đi. Đấy, mình nói cái giọng ra lệnh. Nhưng cái người nhóm Y là anh ơi, anh có thể bật cam lên được không? Và em mời anh bật cam ạ. Đấy, thì nó lại khác. Thế thì cái cách mà mình nói chuyện nó sẽ thể hiện cái tính cách của mình, và đồng thời ấy, nó sẽ thể hiện ra mình là cái người như thế nào, mình có tôn trọng hoặc là mình có yêu quý cái người kia hay không. Tức là với cái người mà quan tâm đến mối quan hệ giống nhóm Y, nhóm S ấy, thì họ sẽ nói làm sao để người kia hài lòng, nói làm sao để người kia vui. Người ta bảo lời nói không biết mất tiền mua, lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Nhưng không, nhóm C, nhóm D thì nó không quan tâm mối quan hệ, cho nên nó gì ạ? Chẳng cần phải lựa lời để nói để cho vừa lòng nhau. Ê, tôi nói thế, tính tôi thế, thích thì thích, không thích thì thôi, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì ạ? Khi mà chúng ta nghe một người nói với một ai đó là mình biết ngay tính cách của họ là gì, đúng không ạ? Đấy, mình nếu mà mình làm cái lĩnh vực mà liên quan đến dịch vụ, ví dụ như là mình là mở quán ăn bán hàng, thì đã là dịch vụ thì chúng ta phải biến mình thành nhóm Y, nhóm S. Tức là gì ạ? Mình phải quan tâm, mình phải làm sao để xây dựng cái mối quan hệ với mọi người. Đó. Còn nhóm D, nhóm C thì mình sẽ tập trung vào công việc.
nhiều hơn. Tức là gì ạ? Khi mà công việc ấy thì mình không cần giao tiếp nhiều với con người, và mình chỉ giao tiếp với máy móc, với các con số thôi. Thì lúc đó thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ thể hiện cái nhóm tính cách khác. Thế thì mỗi nhóm tính cách chúng ta sẽ thể hiện ở một cái môi trường khác nhau. Khi mà chúng ta cần phải làm những cái việc mà cụ thể, chi tiết, cẩn thận thì phải đóng vai trò ở nhóm C. Khi chúng ta cần phải ra những quyết định, cần phải mạnh mẽ, cần phải quyết đoán thì chúng ta phải nhóm D. Khi mà chúng ta cần truyền cảm hứng, cần phải truyền năng lượng, cần phải động viên người khác, cần phải gây ảnh hưởng đến người khác thì lúc đó chúng ta phải là nhóm Y. Và khi mà chúng ta cần phải gìn giữ mối quan hệ, phải yêu thương, chúng ta cần phải nhẹ nhàng, chúng ta cần phải hòa giải, chúng ta cần phải hỗ trợ thì chúng ta phải là nhóm S. Đúng không ạ? Và nếu mà anh chị em nào có đầy đủ 4 nhóm DISC thì đấy là một người cực kỳ tuyệt vời. Đúng không ạ? Đấy, và khi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống nó rất là dễ dàng, và chúng ta có thể thấu hiểu được người khác. Và khi mà chúng ta hiểu được người khác thì chúng ta sẽ dễ dàng để mà điều khiển cũng như là dẫn dắt họ. Ok không ạ?